Kính chào tất cả quý vị Và tôi xin chào các bạn trẻ Việt Kiều Và các bạn trẻ trung niên Bởi <laughs> nghe lạ đúng không? Tôi chào các bạn trẻ Việt Kiều Và tôi chào các bạn trẻ trung nguyên Bởi vì trong video clip này Tôi sẵn lòng Tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình Những cái gì mình đã trải qua ở Việt Nam Những cái gì mà tôi trải qua ở Canada, tuy thời gian đây nó không nhiều, mấy 10 năm rồi. Bây giờ chúng ta biết rồi Chắc cỡ vài tháng nữa là như là hết dịch rồi à, Vaccine có đủ rồi đúng không à, Chích 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 vô là đi thôi Có vaccine passport đi thôi, Việt Nam bây giờ cũng Muốn mở cửa <laughs> để mà kiếm ăn rồi, đóng mãi hơn năm nay <laughs> Móp mỏ rồi à, Cho nên những cái bạn bị kiều trả với trung niên này rất là mong muốn có nhiều bạn rất là mong muốn bởi vì nhiều khi ở nhà cha mẹ hay kể Việt Nam thế này Việt Nam thế kia rồi các bạn xem uh, news rồi các bạn xem uh, những cái hình ảnh mà youtuber Việt Nam người ta quay quay này quay kia các bạn trẻ mà háo hức học ra trường rồi rồi cũng có ít kinh nghiệm rồi bây giờ mình phải từng đại tí xíu thì khi mà giới trẻ ở đây người ta tốt nghiệp xong có thể có người đi liền đi bất cứ nước nào người ta cũng muốn đi. Tại vì người ta muốn tìm một cái gì đó nó mới mới là lạ xem sao. À, còn có nhiều bạn cẩn thận hơn thì làm ở uh, nhà một thời gian, làm ở đất nước một thời gian, xong rồi mình có một chút gọi là experience, uh, experience, working experience tức là kinh nghiệm làm việc á, thì sau đó mới đi. Thì uh, những bạn mà góc việc, á, nhưng bạn trẻ, những bạn trung niên có việc á, thì rõ ràng cái đất nhắm có thể là nếu đi thì có thể đầu tiên là các bạn nghĩ đến việt nam nhiều hơn. Chính vì vậy mà cái đề tài hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn việc kiều trẻ và việc kiều trung niên đang có ý định đi Việt Nam để mà mừng ăn <laughs> mừng ăn với khám phá nữa. Còn đối với các chú bác việt kiều mà có như là hết trẻ hay là hết trung niên rồi, có như là tuổi hơi cao rồi thì nếu 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 các chú các bác nghe vui thì cũng được nghe vui cũng được đúng không? À, thì các bác các chú này thì không cần đi việt nam mừng ăn chi nữa mình già cả rồi ở nhà chơi vô sướng tiền hưu lạnh tôi nghĩ đủ rồi các bác ăn xài xa các bác nói thiếu tôi thấy đủ rồi tại vì người già ăn đâu bao nhiêu thật ra uống ly sữa ly sữa an xua chẳng hạn uống ly sữa an xua ăn ăn lát bánh mì no cả ngày đó cần ăn nhiều đâu quan trọng nhất là môi trường trong sạch để các bác hít thở cho nó thoải mái <laughs> tại vì phổi mình yếu rồi với là thức ăn là cũng phải là vệ sinh tại vì đường ruột mình đường dạ dày mình nó yếu rồi với y tế là phải tốt để lỡ mình đau ốm gì có bác sĩ hồi chữa tôi nghĩ người già chỉ cần vậy thôi cho nên video này tôi không nói cho người lớn tuổi nữa tại vì tôi nói rồi nếu bác nào mà chưa xem thì các bác xem những cái video cũ của tôi tôi để cái đường link bên dưới À, các bác nghỉ hưu, các bác à, đi Việt Nam gì gì đó, tôi để lên bên dưới, các bác xem. Thì bây giờ mình quay lại à, cái, cái đối tượng mà tôi đang nói hôm nay, đó là các bạn Việt kiều trẻ, à, Việt kiều trẻ đây có nghĩa là có thể trẻ hơn tôi, <laughs> trẻ hơn tôi và Việt kiều trung niên, à, tất nhiên có thể bằng tôi hoặc là coi như già hơn tí xíu, <laughs> vẫn làm ăn được đúng không? Cỡ <laughs> tuổi như tôi đi làm ăn vô tư đúng không? OK. Thì như các bạn Việt kiều trẻ biết thì các bạn tại vì cha mẹ là các bạn là có thể là người Việt Nam đúng không? Có thể là mẹ Việt rồi cha Tây hoặc là cha Tây mẹ Việt gì đó. Thì rõ ràng các bạn luôn luôn nghĩ đến Việt Nam, có thể là mừng ăn thời gian xem sao, thậm chí qua Việt Nam nhiều khi gặp cô vợ trẻ đẹp nữa. <laughs> gái Việt Nam đẹp lắm, một thu nó nhỏ nhỏ gái Việt Nam cực kỳ xinh. Thì các bạn có thể đọc báo từ việt nam thậm chí báo ngoại nữa bây giờ báo ngoại cứ như là ca ngợi việt nam dữ lắm <laughs> trả tiền nó ca ngợi thôi với thứ hai các bạn nghe một số youtuber bên việt nam người ta quay phim cảnh việt nam đẹp rồi đường xá đẹp rồi đô thị mới rồi các bạn sang rồi các bạn a à, việt nam mình cũng phải đi khám phá thi sử đúng không các bạn xem những thức phim của những youtuber là người ta lựa người ta chọn lọc những cái cảnh mà người ta cần quay để cho các bạn xem thứ nhất là để hình ảnh nó đẹp mà để cái video nó đẹp cái thứ hai nữa là người ta sẽ không dám nói gì à, ngoài những cái video đẹp đẽ à, hoặc là bị hai cái video đó người ta không dám nói ví dụ những cái mặt xấu những cái mặt nhược điểm những cái mặt tệ nạn của Việt Nam người ta không bao giờ người ta nói người ta sợ thứ nhất là người ta quay những cảnh xấu thì thành ra cái video mình xấu quá cái thứ hai nữa là nếu người ta nói gì à, thì loạn quản công an nó hốt ngay <laughs> trước đây chưa có luật an lên mạng mà nó đã, mà nó đã hốt rồi huống gì ý? bây giờ mà ngồi quay quay mà nói coi như là <laughs> mà nói gọi là nói phản động đó hốt xác liền tôi đơn cử thế này cho các bạn việc kiều trẻ và việc kiều trung niên nghe cái sự việc mới đây nha cái đây mấy tuần nè có một cái bạn thanh niên trẻ trẻ <laughs> nào đó tôi quên rồi lên facebook à, hình như là trước tết hay sau tết gì đó thôi viết một câu ngắn gọn thôi bạn này ở Gia Lai nói là tỉnh Gia Lai uh, chống dịch mà đưa toàn phụ nữ không à <laughs> người ta nói chẳng đó thôi mà thiệt <laughs> coi như là trên danh sách mà có như đứng đầu chống dịch <laughs> Covid-19 là toàn nữ không bạn nhà nói vậy thôi các bạn Việt Kiều trẻ và Việt Kiều trung niên biết hậu quả thế nào không <laughs> công an gọi lên phạt 7 triệu rưỡi <laughs> nói vậy thôi phạt 7 triệu rưỡi <laughs> ngạc nhiên không chuyện nói chuyện có thật đó nha <laughs> tôi không phải tôi bịa ra giống mấy bạn ở bên Việt Nam nói <laughs> ông ngồi bên Canada không biết khỉ móc gì ông nói chỉ có thật không lên không tin <laughs> lên tìm trên internet có rồi ok các bạn thì việc kiều ở đây ấy, là tôi định nghĩa theo kiểu của tôi ấy. đó là những người gốc Việt mà có hộ chiếu nước ngoài cho còn những bạn mà có thể xanh đó tôi không gọi việt kiều đâu mấy bạn có thể sanh mấy bạn về Việt Nam cũng rất là khó tại vì mấy bạn đi làm thời gian rồi có như quá hạn ở bên này coi như là hắn <laughs> giảm cái tài sanh các bạn luôn à. cho nên á, tôi nói đây á, là việc kiều đây là việc kiều có quốc tịch nước ngoài cụ thể ví tổ ở Canada thì việc kiều Canada việc kiều có quốc tịch Canada ví dụ bên gần tôi việc kiều Mỹ Việt à. việc kiều có quốc tịch Mỹ việc kiều có quốc tịch Úc việc kiều có quốc tịch Pháp việc kiều có quốc tịch Đức việc kiều có quốc tịch Anh vân vân cho tôi không nói những người mà chỉ đang có thường trú nhân tại vì những người thường trú nhân người ta không thể đi về việt nam làm việc được làm thời gian coi như mất luôn cho nên mình tập trung những cái, cái nhóm người này thì những bạn này ấy, là đang có một cái hộ chiếu rất là mạnh strong <laughs> đúng không cho nên mấy bạn đi đâu cũng được mấy bạn đi đâu cũng được khi mà giới trẻ ở ở đây này khi mà người ta tốt nghiệp người ta ra trường người ta có một chút kinh nghiệm thậm chí mới ra trường thôi là người ta thường thường người ta dân đi liền đứa đi trung quốc đứa đi hàn quốc đứa đi nhật đứa đi anh đứa đi mỹ đứa đi canada đứa đi lung tung hết ta nhớ ở đây người ta rất là thích đi à, nhưng mà trong cái số đó đối với người việt chúng ta người gốc việt chúng ta à, thì cái nhóm này là cũng có rất nhiều người mong muốn là đi việt nam làm việc tôi dùng cái từ đi việt nam cho tôi không dùng từ về tại mấy bạn này không thể về được <laughs> đâu phải dân việt nam đâu mà về tôi mới về chứ <laughs> còn với mấy con tôi là tôi nó đi việt nam cho tôi mới về tại vì nó sinh ở đây rồi thôi đi về chứ cũng được miễn sao là đến việt nam ok thì tôi muốn giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về việt nam như thế nào nhiều khi các bạn không có biết nhiều lắm việt nam đó là một quốc gia cộng sản thì hiện nay trên thế giới chỉ có vài, vài ông cộng sản thôi nhưng mà đây là quốc gia đang phát triển quốc gia này đang phát triển thì ở việt nam người ta cũng đã là mở cửa rất là sớm rồi từ khi mỹ bỏ công vận là người ta mở cửa liền Tôi nói chung tôi đánh giá Việt Nam cao hơn nhiều so với những cái cái đất nước cộng sản, ví dụ như Cuba, Cuba hoặc là North Korea, Bắc Hàn, tôi đánh giá cao hơn. Việt Nam tôi đánh giá cao hơn những cái nước cộng sản đó. À mặc dù họ là một quốc gia cộng sản nhưng mà họ cũng rất rất là là, là welcome, rất là chào đón những cái người nước ngoài đến để làm việc và sinh sống cũng chào đón những cái công ty nước ngoài đến làm ăn tuy nhiên là các bạn cũng nên cẩn thận tại vì họ là quốc gia cộng sản họ không phải là đồng minh của các bạn không phải đồng minh của quốc gia các bạn nếu chúng ta làm việc ở một quốc gia đồng minh thì rõ ràng nó sẽ tiện hơn ví dụ như bạn là người Canada bạn người Mỹ mà bạn sang Anh bạn làm bạn sang Hàn bạn làm bạn sang Nhật bạn làm hoặc là người Canada mà qua Mỹ làm, người Mỹ qua Canada làm thì nó thuận lợi hơn nhiều tại vì nó tương đồng, nó tương đồng về thể chế. Còn ở Việt Nam thì họ là quốc gia cộng sản. Cho nên có một cái gì đó nó hơi conflict một tí nhưng bây giờ thế giới phẳng rồi người ta đặt quyền lợi kinh tế lên trên cho nên là cũng không có vấn đề gì phải lo ngại nhưng mà tôi chỉ dặn phòng vậy thôi <laughs> mình đề phòng còn hơn đúng không cái à, vấn đề quan trọng nữa như tôi đã trình bày là hiện nay ở Việt Nam là cũng có nhiều công ty nước ngoài cũng có nhiều cá nhân nước ngoài đến và làm việc ở Việt Nam ừ. thì trong đó việt kiều người gốc Việt muốn về Việt Nam làm ăn thì cũng khá nhiều chứ không phải là không có đâu nhiều bao nhiêu thì tôi cũng không biết nữa nghe người ta nói nhiều tôi nói nhiều tại vì người ta định nghĩa việt kiều rộng lắm <laughs> có như ai ở nước ngoài về người ta làm con việt kiều hết <laughs> đi du học về cũng là việt kiều luôn đi lao động về cũng việt kiều luôn thậm chí mấy thằng đi du lịch ở ở chui thời gian đi về cũng việt kiều luôn <laughs> rồi những người mà chỉ có thẻ xanh thôi như thi quốc tịch mai ông đậu đi về cũng là việt kiều luôn hoặc là những người mà tôi đang nói đây là đã có quốc tịch nước ngoài thì cái đó tôi mới gọi là việt kiều nè còn người ta định nghĩa rộng lắm cho nên các bạn thấy uh, uh, Việt Nam chống dịch giỏi cũng uh, như là 10.000 Việt Kiều có như là đi về Việt Nam chống dịch mà trong 10.000 đó <laughs> tôi không biết bao nhiêu người là đang mang quốc tịch nước ngoài hay là chỉ du học sinh hay là chỉ lao động mà thậm chí lao động chui nữa <laughs> rồi những người mà như là chỉ có coi như là thẻ xanh thôi mà thêm quốc tịch thì mà ăn được nhiều khi lại mình đâu có biết trùng chung lại nó là việt kiều mình tôi định nghĩa khác nha thì tôi xin giới thiệu sơ qua các bạn tại vì nhiều bạn chưa qua clip trước của tôi mà tôi là hơn nửa cuộc đời là tôi làm việc ở việt nam tất nhiên là tôi sinh ở việt nam rồi hơn nửa cuộc đời luôn tôi qua bên canada này gần 10 năm rồi. tôi sinh ra ở việt nam tôi học ở việt nam mà tôi làm ở việt nam rất là lâu mà tôi mà tôi làm là đủ các loại hình ở việt nam rồi <laughs> không phải tôi giỏi tại vì tôi xin việc vất vả quá <laughs> nhà tôi nghèo cho nên tôi làm cho này cũng được tôi đi chỗ khác chứ không phải là tôi giỏi khi mà tôi ra trường là tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước người ta gọi là cơ quan nhà nước của của tỉnh hồi xưa tôi làm ở tỉnh quảng nam tôi làm ở tỉnh quảng nam tôi làm sau đó làm đó một thời gian là tôi chuyển qua chỗ khác, <laughs> tại vì tôi thấy <laughs> thấy tiện vọng ở trong nó toàn đảng viên không, <laughs> mình ngơ ng ng ngác tự nhiên cái ông giám đốc ông thương tình ông nhận tôi vô rồi tôi làm cỡ bao năm gì đó, tôi, tôi thấy tôi thấy tiện vọng lương ít quá tôi đi, à, thì sau đó tôi chuyển qua một công ty kinh doanh của nhà nước công ty lớn đó, có thể gọi là tập đoàn của Việt Nam, rồi tôi làm đó một thời gian cũng vài mấy năm gì đó rồi tôi thấy nó cũng tiện vọng tại vì vô người ta coi như muốn mua mà, mà gọi là có triển vọng là phải là đảng viên mà tôi lên tôi hỏi cái ông cái ông trưởng phòng nhân sự gọi là bộ phận tổ chức hành chính ông nói mày chắc vô đảng cũng được chắc khó lắm vô được tôi thấy không triển vọng quá tôi đi thì sau đó tôi chuyển qua một cái công ty tư nhân nói công ty tư nhân cũng đúng là một công ty cổ phần tư nhân cũng rất là lớn rất là nổi tiếng ở việt nam Tôi làm đó một thời gian cũng khá lâu Tôi nghĩ cũng hơn 5-7 năm gì đó Cũng hơn Thì tôi thấy nó cũng ok Thật ra làm công ty tư nhân tổng mấy cái tập đoàn công ty thì lương bổng thì cũng, cũng cũng được Nhưng mà sau đó tôi cũng nghĩ Tôi chuyển qua một cái tập đoàn đa quốc gia của Mỹ tôi làm Tập đoàn đa quốc gia của Mỹ này nó có văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh và có văn phòng ở Hà Nội Văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh là Diamond Plaza Thì tôi làm ở đó là hơn 30 năm, khoảng khoảng 10 năm gì đó. Thì công ty tôi làm á là có cái nhà máy ở khu công nghiệp Long Thành Đồng Nai. Tôi nói như vậy để các bạn yên tâm rằng tôi chia sẻ với các bạn rất là thực tế những cái gì tôi đã trải qua. Khi mà tôi làm công ty của Mỹ đó cũng hơn 10 năm thì sau đó tôi nghĩ và tôi thành lập doanh nghiệp doanh nghiệp của tôi lúc đó tôi làm <laughs> giám đốc rồi oai <laughs> như thế giám đốc một thời gian hai hai ba năm gì đó thì sau đó tôi mới định cư Canada bằng cái diện kỹ năng liên bang gọi là federal skill workers và tôi ở Canada này gần 10 năm tôi nói như vậy để các bạn yên tâm rằng những cái gì mà tôi chia sẻ cho các bạn việt kiều trẻ và việt kiều trung niên đang có định đi Việt Nam làm ăn thì các bạn yên tâm những cái gì tôi trải nghiệm là sẽ có lợi cho các bạn để các bạn hiểu Mà các bạn tránh hoặc là phát huy những cái gì mà các bạn có được tôi nói lại ở đây tôi không có dạy ai cả tôi không có dạy đời tại vì thật ra những cái kinh nghiệm cuộc sống này ai à, cũng có hết đâu có gì đâu có gì hay đâu đâu có gì gọi là xuất sắc đâu mà mà dạy người ta đúng không ai à, cũng có cả mỗi người có mỗi kiểu tại vì do hoàn cảnh của mình mỗi người có một cái kinh nghiệm một cái kinh nghiệm sống khác nhau mỗi người có một kinh nghiệm làm việc khác nhau cái này không phải là giỏi cũng không phải là dạy ai Việt Nam hiện nay có khoảng 97 triệu dân và sống trên miếng đất hình chữ S có diện tích là 330.000 cây số vuông nếu chúng ta so với tiểu bang California thì tiểu bang California rộng hơn Việt Nam có diện tích là 424.000 km vuông thì dân số ở California thì chỉ có 4, 40 triệu dân như vậy chúng ta thấy là tại vì sao tôi phải so sánh California tại vì nó không hình hình <laughs> không ép mà nó không dài, dài dài thế này uh, California rộng hơn Việt Nam 100.000 km vuông nhưng mà dân số là ít hơn nữa Việt Nam chỉ có 40 triệu dân thôi để các bạn hình dung khí hậu California với Việt Nam tôi thấy nó cũng gần gần thêm xem California mát hơn Việt Nam nóng hơn Tuy dân số Việt Nam rất là đông như vậy, 97 triệu dân sống trên miếng đất hình chữ ác nhỏ xíu, 330.000 km vuông nhưng mà dân số là tập trung rất là nhiều, rất là đông ở hai đầu, thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, rất là đông, mật độ dân sống, dân số cực kỳ đông. Những cái bạn Việt Kiều này đến Việt Nam làm ăn thì tôi chia thành 3 nhóm, ba nhóm để đủ ở đây. Thứ nhất là các bạn làm theo cái diện gọi là tự do, mà các bạn hay gọi là freelancer đúng không? cái dạng thứ hai là các bạn có một người nghề nghiệp gọi là chuyên môn, à, thì mình tạm gọi là professional jobs và cái dạng thứ ba đó là những người ha, có thể gọi là trung <tong> niên thì người ta qua để mở business tên người ta là business owner, tên là chủ doanh nghiệp. tôi chia thành ba nhóm như thế. ok các bạn, thì cho dù các bạn đi Việt Nam làm nghề tự do freelancer hoặc là các bạn làm công việc chuyên môn hoặc là các bạn qua Việt Nam để mở doanh nghiệp à, cho dù các bạn làm gì đi nữa thì các bạn cũng sẽ phải lưu ý những cái điểm sau đây khi mà các bạn đến Việt Nam tôi liệt kê ba nhóm mà các bạn cần đặc biệt phải lưu ý sau đây cái nhóm thứ nhất là các bạn phải hết sức chú ý và cẩn thận và đề phòng coi chừng bị scammer bị lừa đảo đó là nhóm thứ nhất cái nhóm thứ hai là những rủi ro có thể xảy ra cho bạn bất cứ lúc nào khi mà bạn đang ở Việt Nam và cái nội dung chính nội dung thứ ba là tôi nói qua là cái công việc của bạn sẽ ở Việt Nam nó như thế nào theo cái ba nhóm như tôi đã trình bày mà tôi nói là scammer tức là lừa đảo ở Việt Nam như thế nào ở Việt Nam rất là nhiều loại scammer nó lạ lắm tất nhiên nước nào cũng có scammer cả ở Canada scammer đại ở Mỹ cũng vậy ở Mỹ nhiều hơn Canada <laughs> nhưng mà scammer ở đây nó khác với scammer Việt Nam mà trong cái video clip này tôi trình bày scammer Việt Nam Tại vì scammer ở nước của bạn mấy bạn biết rồi tôi trình bày làm chi Khi bạn tới sân bay là lập tức bạn bị scam ngay tức khắc Nếu mà không cẩn thận Đó là taxi airport Airport taxi Coi như là bạn lên sân bay Bạn xuống sân bay bạn lên gọi taxi airport ở Tân sân nhất Cái thằng nó mặc dạy lắm Tôi thấy airport taxi ở Hà Nội đỡ hơn cái như lên mà coi như nó phỏng vấn bạn vài câu giống như chào hỏi mình lịch sự vậy đó nhưng mà lúc đó nó đoán mình là người ở đâu người như thế nào mà không biết bạn là người lơ tơ mơ bắt đầu ngồi chạy ví dụ như bạn đi từ <laughs> ví dụ như bạn đi từ sân bay tới thứ nhất nha bạn đến Tân Bình, tôi ví dụ như thế, Tân Bình có tí xíu gần gần đó gần thân nhất, đó. mà không đi, không đi không đi Tân Bình vẫn chạy qua gò vấp rồi, vẫn chạy lên Phú nhuận, vẫn chạy lên tới quận nhất luôn, vòng về đi đi về đường cách mạng tháng 8 đi chạy xuống dưới Tân Bình, vẫn đi về vòng lại tới nhà làm cho bạn chạy hai tiếng đồng hồ luôn, mà thật ra từ sân bay mà tới chỗ bạn hình như tôi nghĩ chắc là hai chục phút rồi, đại khái như thế, cho nên phải đề phòng những trường hợp đó. Cái thứ hai nữa taxi mù nữa là khi mà bạn như là thuê nhà hoặc là ở khách sạn đó mà thuê ra bước ra đường mà gặp một taxi phải lưu ý nha phải là đi đi với những cái taxi mà thương hiệu một tí ví dụ như là mai linh vinasun gì đó đúng không thương hiệu một tí hoặc là không thì gọi cái như uber cũng được không? cho cho nó chắc ăn còn mà bạn thấy mấy cái taxi đậu ngoài đường mà không có thương hiệu gì hết hoặc là thương hiệu mà thương hiệu giả <laughs> ví dụ như taxi mai linh, cái biển xanh xanh đúng không nó nó cũng có biển xanh xanh từ từ vậy nhưng mà nó đề mai linh nó đề mai mai linh chẳng hạn tôi ví dụ như thế <laughs> nhiều khi mình nhìn chập chập lo lo mình nhảy lên như là, là nó chạy cái như vòng quanh thế giới luôn <laughs> rất là cẩn thận cái chuyện đó <laughs> tôi ở việt nam nhiều khi tôi như tôi ở việt nam nhiều khi mình mình việc vào mình gấp mình cầm điện thoại mình có nói chuyện khách hàng tự nhiên mình gặp cái thằng taxi xanh xanh mà tưởng mà lên mình nhảy lên <laughs> nhảy, nhảy lên trúng cái cái chỗ lừa đảo <laughs> phiền lắm tôi dặn trước các bạn như thế. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn mà ở trong những à, cái nhà khách, những cái sàn nhỏ thì các bạn lưu ý là coi chừng bị mất đồ, mất đồ. Nhân viên, nhân viên làm phòng cũng lấy luôn. Cho nên phải cẩn thận cái chuyện đó. Cho nên đồ đạc mà khi mà mình đi du lịch, tại vì ở mấy bạn ở Việt Nam thì bạn phải đi du lịch chứ chẳng là ở mãi. Đi du lịch thì cứ như đồ đạc đừng đừng có để ra mười bàn, ngoài ghế ví dụ đồng hồ rồi máy tính nữa, mình đi mình cất cẩn thận nhưng còn mình để vậy như người không tham mà tự thành tham giống như đi mượn đỡ vậy đó mượn mượn đỡ mượn mà không trả hoặc là cái ví mình mình để đâu đó ví dụ trong túi ví có hàng ngàn đô chẳng hạn nhưng thấy vô làm phòng thấy cái ví của bạn nhưng mở ra thì lấy hết ví thì thì nhiều khi nó sợ nó sợ mình la mình bắt mình la lên đuổi việc ngàn đô nó rút cỡ hai ba trăm đô làm sao biết được cho nên em phải cẩn thận cái chuyện đó nha. Còn khi các bạn đi nhà hàng, nếu các bạn vào những cái nhà hàng lớn, ví dụ như ở quận nhất chẳng hạn, vào những nhà hàng mà lớn lớn, thì các bạn yên tâm hơn, yên tâm về scam hơn. Nhưng mà nếu các bạn đi vào những cái nhà hàng mà vừa vừa, vừa vừa, không có lớn lắm, nhất là nhất là các bạn mà đi du lịch mà đi, đi từ thành phố hồ chí minh mà đi xuống vũng tàu đi à, đi mũi mũi né đó, và đề phòng của ăn seafood nha À, là cái giá trong menu với cái giá thực tế nó khác nhau ví dụ như bạn cầm cái menu lên cầm menu lên à, 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 ví dụ dĩa tôm tôi ví dụ là ba trăm ngàn tôi ví dụ như thế ba à, trăm ngàn dĩa tôm nhà này nhưng mà khi mình ăn dĩa tôm xong nó tới mình năm trăm ngàn cái bạn nhớ ủa hồi nãy tôi ăn dĩa tôm ba trăm mà sao bây giờ năm trăm có thể chủ nhà nó làm gì có chuyện đó dĩa tôm năm trăm làm gì có ba trăm rút cái menu khăn đưa nhìn. ủa hồi nãy mình nhìn 300 sao 500 rồi các bạn thật thà các bạn nó biết các bạn nghĩ là các bạn nhớ nhớ lộn các bạn nhìn sai nhưng mà thật ra người ta có hai ba bốn cái menu lắm <laughs> tùy khách ví dụ thấy các bạn cứ như hơi cùi cùi hay ngầu nghèo thì có thể nó không scan nhưng mà thấy thằng thằng nào ăn mặc bảnh bài tí đưa menu khác đưa menu khác hoặc là thấy thằng nào như tôi chẳng hạn <laughs> như tôi cũng nghĩ tôi là coi như là người trung quốc <laughs> người hán gia chẳng hạn giống như bạn dư luận viên nói vậy đó À, thì nghĩ là chắc là cha này chắc nhiều tiền lắm đưa tôi cái menu số 10 rồi giá anh trời luôn tôi ví dụ như thế <laughs> đề phòng hết sức tôi nói tiếp cái nhà hàng này tại vì nhà hàng mấy bạn sẽ rất rất là hay đi tại vì bạn muốn thưởng thức ẩm thực mà ẩm thực Việt Nam mà cái dạng thứ hai scam ở nhà hàng đó, là các bạn gọi ít nhưng mà đem nhiều <laughs> đọc không <laughs> lạ không <laughs> ở cái xứ bà làm gì con, có chuyện đó đúng không <laughs> nhưng mà Việt Nam có <laughs> đọc vậy đó tôi đơn cử nha tôi bị nhiều rồi tôi bị nhiều mà tôi bị toàn hà nội không à <laughs> tôi đơn cử tôi ra hà nội nha tôi ra hà nội tôi đi chơi tôi dẫn vợ con đi chơi đó ra gặp mình coi như là, là biết mình là coi như là người không phải dân dân hà nội rồi tôi giả dẫn bắt cũng được nhưng mà tôi thì giả cả ngày được tôi giả đoạn được nhưng mà tôi <laughs> nhìn biết liền à mình nói chuyện biết liền à thì cái như tôi order xong rồi đó, tôi order ăn trưa thôi tôi order tôi nhớ là tôi order cái tô canh bữa vừa thôi tại vì tôi ăn rất là nhiều loại tôi ăn rồi cái gì gì đó nữa rồi khi mà ăn đưa ra ăn làm tô, tôi như là ba tô canh mà tô là tôi nói to ra này này tôi nói mà làm gì mà đưa tôi ba tô canh sao tôi ăn riêng một tô không tôi ăn cũng không nổi một tô nó tôi nghĩ ăn cho bảy người ấy. mà đưa tôi ba tô như thế bằng hình dung cái bàn nào xíu mà cút ba tô canh coi như đầy bàn luôn tôi bực mình quá tôi nói ủa tôi gọi tô canh mà sao mà đưa cho ba tô mà tô nào tôi nói thường trạng cái, cái cái thằng chủ đứng lên trong nản đứng lên Bác nói sao chứ bắt gọi ba tô thì tôi đem ba tô cái cái tôi nói làm gì tôi gọi ba tô tôi gọi tôi không tôi nghe ba tô cái tôi mới nói là nó thiệt ông tôi ăn tô tôi ăn cũng nổi nó nói, cái chuyện của bác cái chuyện nó chuyện của bác cỡ đến như thế đấy mình ra mình ăn nó sao vậy cuối cùng là cả nhà tôi mà ăn một phần ba cái tô canh rồi. <laughs> thật ra mình mình không có tiếc tiền cái chuyện đó. Tại vì thật ra nó cũng bao nhiêu tiền mà làm mình nó đi Hà Nội bất mình chứ sợ. À, tôi đó tôi nói ví dụ đó là một đơn cử nhỏ nhỏ mà tôi bị tôi ra Hà Nội tôi bị nhiều lắm. Tôi đi gia đình tôi bị rất là nhiều. Nhưng mà khi mà tôi ở Sài Gòn mà tôi ra Hà Nội mà tôi đi tôi đi họp đi hành với với đồng nghiệp Hà Nội thì không bị tại vì tụ Hà Nội nó dẫn tôi đi tôi làm sao bị được. một cái dạng scam nữa mà rất là phổ biến ở đâu không có hết <laughs> Sài Gòn Hà Nội nhiều hơn <laughs> tại vì thành phố lớn mà <laughs> càng lớn là như là càng scam <laughs> là scam này là qua chừng quý vị mua hớ giá hớ giá cũng là một scam hớ giá có nghĩa là gì ví dụ như cái bình nước này á, một đô thôi nhưng mà bán các bạn 10 đô tôi còn gọi scam luôn cái gì nữa không phải scam đúng không tôi là ví dụ như các bạn đi vào chợ ở Bình Thành chợ Bình Thành là cái chợ nó hiện nay cái như nó đói mót mọ rồi <laughs> đâu có ai mua đâu chợ Bình Thành là chủ yếu phục vụ bán cho Việt Kiều với là bán cho người nước ngoài Bây giờ, dịch cả năm này có ai mua đâu <laughs> hoặc là 36 phố phường Hà Nội chứ nghe <laughs> các bạn lưu ý vào chợ Bình Thành tôi ví dụ như một món hàng như là 300 ngàn hô bạn 300 ngàn nữa nha bàn trả trăm rưỡi <laughs> trăm rưỡi đồng Việt Nam trăm rưỡi ngày Việt Nam, Việt Nam là coi như là dính cháu luôn <laughs> ba trăm ngàn á, thì, thì, tôi nói các bạn trả cỡ chừng trăm ngàn thôi <laughs> mình đàn ông thôi mình trả trăm ngàn thôi còn phụ nữ người ta trả năm chục ngàn thôi <laughs> trả trăm ngàn xong bắt đầu trả lên trả lên nhưng mà tối đa còn phải bằng nửa vậy thôi đừng có trả quá một nửa ví dụ như họ hô ba trăm ngàn thì các bạn cứ trả lên trả lên mà tối đa trăm rưỡi ngàn thôi đừng có trả nữa trả trả thành trả, trả một nửa là cái như là bị dính rồi à, nếu mà trường hợp mà thích thích mua hàng Việt Nam à, mà tới những cái chỗ mà bán hàng đó, nếu mà thích mua quá là các bạn phải lưu ý cái giá. Dễ bị đó, bị scam nhiều lắm. Một cái dạng scam nữa, mà scam này mới ác này. <laughs> scam này ác ác ôn lắm. Ta lỡ ở Việt Nam hiện nay như vậy. nhà nhà làm từ thiện và người 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 làm từ thiện, <laughs> người ta có lòng nhân ái không? <laughs> à làm từ thiện hết. Tổ chức nhà nước cũng từ thiện mà tổ chức cá nhân từ thiện mà, từng cá nhân cũng từ thiện sống lương thiện dưới sợ các bạn phải lưu ý người ta đánh vào cái lòng thương người của mình thì khi các bạn mới tới các bạn đâu có biết đóng đầu cái lòng thương người của mình người ta kêu gọi đóng góp hiện nay các bạn thấy kêu gọi đóng góp rất là nhiều kêu gọi đóng góp trên youtube kêu gọi đóng góp trên facebook tùm, tùm lum tùm la như nhà nhà làm từ thiện người người làm từ thiện rất là nhiều À, các bạn phải lưu ý nhiều khi các bạn gặp đó là từ thiện lừa đảo là scam lừa đảo không phải từ thiện vậy người dân lấy tiền xong đâu phải cho người nghèo đâu <laughs> lấy tiền xong ăn đi mua nhà thậm chí qua qua mỹ Canada mua nhà ăn có <laughs> chả phải từ thiện gì hết đó à, bây giờ tôi sâu hình ảnh cho các bạn xem nha từ thiện đây nói đâu nói đâu nói như là phải có bằng chứng này thôi họ nói mình mà ông ở Canada không biết khỉ bóc gì ông ngồi nói tầm bảy tầm ba Đeo kiến mà nhìn cho rõ thôi đọc sai chửi <laughs> mấy cái thằng kia nói tôi là dân du đảng dân dân con đồ mà mà tôi đeo cái kiến này cái kiến trí thức thì thật sự nó cũng hợp lắm nói như dân du đảng mà đeo kiến hợp lắm như tôi kệ tôi đeo tôi nhìn cho rõ thôi nó tôi nó bậy Đài. các bạn trẻ Việt kiều chỉ cần lên Google search cái từ khóa tiếng Việt lừa đảo hội từ thiện nó như là không phải 19 giây mà nó cho cho ra là 306.000 kết quả <laughs> Bây giờ tôi đọc cho các bạn ngay từ từ nha cái video này là họ đưa lên là ngày 3 tháng 11 năm 2019 truyền hình Vĩnh Long nha <laughs> Chuyện cảnh giác giả mạo hội từ thiện để trục lợi. <laughs> Tiếp tục một cái video ngày 4 tháng 11 năm 2019 upload bởi An ninh thế giới. Toàn là những cái, cái tổ chức uy tín ở Việt Nam không Đội lốt làm từ thiện lừa đảo hàng tỷ đồng Trời ơi là trời hàng tỷ luôn đó nha Tiếp tục cái video này mới này Ngày 25 tháng 5 năm 2020 upload bởi truyền hình Cần Thơ <laughs> chứ không phải là, là upload mấy cái thằng youtuber tào lao nha à. mạo danh từ thiện để lừa đảo à. video tiếp là ngày 2 tháng 12 năm 2019 khó khăn xử lý vấn nạn từ thiện giả trên mạng xã hội <laughs> coi như là coi như từ thiện coi như là nhà nhà làm từ thiện người người làm từ thiện đây trên mạng xã hội mà như, như nhà nước <laughs> chỗ này nó đài VTV9 hả, <laughs> nhà nước mà coi như là khó khăn trong xử lý nạn từ thiền giả xử lý không được <laughs> nhiều quá xử lý không được <laughs> đó là hình ảnh thứ nhất nha đài an ninh thế giới à, ngày 1 tháng 3 năm 2021 mới căng can luôn <laughs> mới tuần vừa rồi nè à, xin lỗi đầu đầu năm đầu năm này bắt giữ ba đối tượng lừa đảo từ thiện trên mạng xã hội bắt luôn từ thiện tiếp tục báo hà giang cái này năm 2018 nghìn mà cũng lâu ha giả danh làm từ thiện để lừa đảo báo công an tiếp tục cái này đưa lên báo đài vtv vn ngày 21 tháng 9 năm 2020 thủ đoạn bán tâm từ thiện lừa đảo bán tâm cũng từ thiện, từ thiện lừa đảo tiếp tục tuổi trẻ tài cao dùng thẻ sinh viên dựng chuyện thảm cảnh lừa tiền từ thiện <laughs> dùng thẻ sinh viên dựng chuyện dựng chuyện thảm cảnh tức là tức là gì giả nghèo từ từ thiện cái này đưa lên từ up lên là truyền hình đồng tháp ngày 9 tháng 3 năm 2020 vâng vâng <laughs> nhiều quá, tôi đọc không hết đó thì các bạn thấy không từ thiện từ thiện đó tôi bây giờ tôi trả tin với cái từ thiện việt nam trả bây giờ tôi tin từ thiện nhà nước tôi càng tin từ thiện tư nhân tôi cũng trả tin tôi tôi cũng thương người lắm chứ nhưng mà tôi tôi làm từ thiện bằng cách kiểu của tôi cho tôi bây giờ tôi đưa tiền ai đó ca sĩ ca sĩ như kệ mẹ đó tôi mới tôi tin đấy thôi chứ chưa hết từ thiện là mới ghê này coi như là cái này phải từ thiện coi như scam Scam này mới ghê này scam tour du lịch <laughs> mà đi du lịch mà cũng bị lừa đảo nữa <laughs> coi như mình coi như làm việc mệt nhọc cực khổ coi như là nhức đầu rồi muốn đi du lịch mà đi du lịch đụng cái thằng lừa đảo nữa mới, mới đau chứ ở việt nam có những cái, cái du lịch gọi là du lịch lừa đảo tức là có nhiều người thấy cái tour này sao rẻ ghê tour du lịch gì muốn rẻ là coi chừng coi chừng lừa đảo cho nên tôi khuyên các bạn nếu mà đi Việt Nam mà đi muốn đi du lịch thì phải lựa những cái tour uy tín tí lựa những cái tour uy tín tour tí. uy tín nào thì các bạn tìm hiểu tôi quảng cáo ở đây đừng có ham rẻ tại vì đó tại vì đó là lừa đảo lừa đảo một cách nào ví dụ như là trong cái plan của họ trong cái lịch của họ họ đi rất là nhiều nơi đi đi nơi này nơi kia nơi kia nơi nọ nhưng mà khi đi bớt lại hết <laughs> ví dụ như là cái 10 nơi vẫn đi có có hai ba nơi ba bốn nơi đó là một dạng scam mà scam nặng nữa mua rồi mua tour rồi nó không tổ chức tha thằng tha scam ban đầu á ví dụ như là như tôi nói ví dụ đi 10 điểm mà hắn liệt kê đi 10 điểm mà đi có 5 điểm thì mình thôi <laughs> kệ lỡ rồi mà đặng này có thằng tổ chức tour lấy tiền rồi nhưng mà không đi nữa <laughs> có có luôn <laughs> Viện đủ lý do hết viện là, là là, là vì chưa đủ khách hay là vì thế này vì thế kia vì gì gì đó ABCD gì đó rồi thậm chí nữa nha. thậm chí lẫn bán cái tour cho thằng khác luôn ví dụ như bạn mua tour du lịch công ty A rồi cuối cùng mình đi với công ty A mà tự nhiên đi với thằng công ty B <laughs> bán luôn ví dụ cái tour du lịch mình mua 10 triệu bán quách cả thằng kia ví dụ như rồi lấy tiền ăn trên lệch lấy tiền ví dụ cái, cái tour du lịch đó đáng giá 10 triệu là phải đi những cái điểm này phải chơi thế này mà qua anh kia đó còn 10 triệu nữa ví dụ như còn có, có 7 triệu à thì cái thằng kia nó đi kiểu 7 triệu như vậy là sao mình đưa tiền nhiều cùng mình đi không được bao nhiêu đi du lịch phải cẩn thận phải lựa những cái chỗ chỗ tốt mới đi phải cẩn thận thật ra mất tiền này không đáng đi chơi mà không đáng nhưng mà tức đi chơi vui vẻ bị cái thằng khác nó, nó lừa mình bực mình Bây giờ tôi nói vấn đề thứ hai. Đó là những cái rủi ro mà khi các bạn đến Việt Nam. Bất cứ ai, chứ không phải là freelancer hay là làm việc chuyên môn hay là đi business. Bất cứ ai cũng sẽ dính cái chuyện này. Tại sao tôi phải nói những cái điều này? Tại vì các bạn, các bạn mong muốn đến Việt Nam làm việc để am hiểu một con người và văn hóa Việt Nam những cái nơi mà khác với bạn, với bạn kiếm tiền mà tìm hiểu chưa xong kiếm tiền kiếm tiền chưa ra thế nhưng là bỏ mạng rồi cho nên cái này rất là quan trọng tôi nói tiếp các bạn đi Việt Nam là các bạn coi chừng là bị đánh thuốc mê ghê không? thuốc mê cái này rất là nguy hiểm Nha. Yeah. cực kỳ nguy hiểm ở Việt Nam người ta bán thuốc tràn lan ra tìm thuốc thuốc gì mà đó chứ không phải như chỗ các bạn ở ngoài tiệm thuốc á, là bán những cái thuốc mà như là cơ bản thôi tóc đầu sờ mũi rồi bày, 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 bày bà, bà thôi chứ còn mà muốn có cái thuốc gì là, là phải có to bác sĩ đúng không bên việt nam không cái thuốc gì nó không bán hết mua thuốc gì thuốc tim thuốc như hiv hay là thuốc như đau tim đau phổi hay đau đau gì thậm chí thuốc độc cũng có luôn kinh lắm cho nên phải hết sức đề phòng lại tiếp tục đeo kiến thôi <laughs> để đưa hình ảnh lên thôi nó tôi đọc bậy <laughs> đây tôi đưa các bạn xem này thì mình search trên google chả có khỉ móc gì nhưng mà mấy bạn nhiều khi không để tôi search dùm luôn báo công an nha công an trong công trong vn nha coi này cái này rất là mới nha 25 tháng 12 năm 2020 này. chứ đừng nói tôi lấy cái như là cái <laughs> tờ báo cách đây hai năm nữa nha dùng chiêu độc liên tiếp đánh thuốc mê cướp tài sản ghê báo công an đưa lên à, báo tuổi trẻ này ngày 20 tháng 1 2020 này bắt người đàn ông đánh thuốc mê cướp tài sản trên xe khách đi xe khách đánh thuốc mê cướp luôn à, tiếp tục báo lao động nha mới can luôn ngày 5 tháng 1 năm 2021 ở An Giang khởi tố con nợ đánh thuốc mê cướp tài sản chủ nợ <laughs> nợ người ta xong rồi không <laughs> chịu trả cướp luôn đánh thuốc mê cướp luôn thả cửa đài vt vtv này đài vtv là đài như chủ lực bên việt nam đánh thuốc mê cáo buộc nhiều nhân viên wso và các tổ chức nhân viên tổ chức y tế thế giới vì chính phủ hàng đầu lạm dụng tình dục trong thi công tác đối phó bệnh ebola thả cửa nhân viên của nhân nhân viên cũng như là WSO chắc nhân viên Việt Nam làm cái tổ chức này đấy. Bảo Việt Nam Nét Ngày 26 tháng 9 năm 2020 Gã đàn ông đánh thuốc mê Cướp dây chuyền vàng trên xe Báo Việt Nam Nét Ngày 5 tháng, tháng 1 năm 2021 Nữ coi ở An Giang Đánh thuốc mê chủ nợ để cướp vàng Thả tay Thuốc mê ha Sợ chưa Sợ thì chả sợ gì Giống tôi về Việt Nam tôi sợ đắp thằng nào Nhưng mà mình phải cẩn thận tí xíu cho nên mà cái chuyện nó thuốc mê này tôi chia sẻ các bạn này tức là bị đánh thuốc mê có thể lúc bạn đang ăn uống với người lạ hoặc là người không thân tôi ví dụ <laughs> một anh việt kiều trẻ đẹp trai đúng không ở một khách sạn tôi ví dụ như thế trước đó là quen một cô cô gái ở trên facebook cô gái việt nam nhìn đẹp mặt mày tóc dài mặt mày đẹp đúng không nhìn thấy đẹp quá coi như hẹn coi như là đi ra uống cà phê làm quen mà thì khi mà đi ra uống cà phê là các bạn phải lưu ý hoặc là đi ăn hoặc là đi mua con bar là phải lưu ý uống thì mình vẫn có uống mình chả sợ gì đúng không nếu mà thanh niên thì mình đừng có sợ gì nếu còn nếu sợ đừng đi tôi giả sử như đi thì thứ nhất này là các bạn phải chủ động tìm cái chỗ hẹn Chứ đừng để người ta dẫn mình tới cái chỗ nào đó Tại vì các bạn phải đề phòng rằng Sau lưng cô gái ấy là một tổ chức Cứ như nhân sự của nó như là năm <laughs> bảy người sau Người ta dàn cảnh hết rồi Tới quán nào coi như là cũng pha nó luôn Cho nên nếu mà hẹn Nếu thấy có đẹp quá <laughs> Dễ thương quá hẹn ok chơi luôn Nhưng mà cái chỗ hẹn mình phải chọn Đừng để người ta chọn Thì khi mà, ăn uống với người ta Thì các bạn lưu ý nếu trường hợp các bạn đi ngoài đi washroom bên tôi gọi là washroom đi toilet thì khi vào và quay lại thì cái ly nước đó thì cái ly nước đó hoặc là cái chén chén cơm thức ăn đó các bạn đừng có ăn nữa tại vì khả năng cô ta bỏ thuốc mê vào đó rất là cao rất là cao mà khi mà các bạn mà ăn, ăn nhầm thuốc mê là là lúc đó người mình có như đờ rồi thì có như họ giá đò họ giả vơ đó miền bắc gọi là họ ra vơ đó. bên miền trung tôi gọi là họ giá đò đó bạn bị ngất xỉu chẳng hạn hoặc là bị bên, bên, việt nam người ta hay có nói là bị trúng gió <laughs> tôi không biết gió đâu trúng nữa trúng gió giật 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 giật, giật, giật thế này này mà thật ra đang bị thuốc mê là họ trở về chủ quán đâu có biết chủ quán nghĩ bạn ba những cái bị trúng gió thì nó trở về thôi nó trở về cô gái đó nha yeah. những những cái đồng đội của nó nó cũng gần gần đó ôm bạn về về nhà ăn luộc luôn <laughs> về nhà ăn luộc luôn để đề phòng mà có bạn nha có bằng bằng nữ là coi như nguy hiểm nữa bằng nữ bị đánh thuốc mê này mấy thằng nam không đánh thuốc mê đừng có đừng có nghĩ là bọn nam giới mà không đánh thuốc mê nó đánh thuốc mê xong rồi về hãm hiếp luôn nó làm cách tương tự vậy đó hãm hiếp luôn ghê không? Chuyện này nhiều lắm Nó Đeo kiến vô đưa hình ảnh lên nhìn cho rõ Thôi không nói mày nói xạo Đây này Hot girl phú thọ Tố bạn trai thân đánh thuốc mê để hiếp nhầm <laughs> Coi như là Bạn trai mà bạn trai thân nữa <laughs> Có bạn trai mà bạn trai thân tức là có bạn trai không thân nữa bạn trai thân mà mà coi như bạn gái bị đánh thuốc mê Đang về hiếp dâm chơi vậy đó <thạc> thả cửa báo này à. cho nên các bạn phải hết sức đề phòng nhất là các bạn nữ ở Việt Nam cái chuyện đánh thuốc mê là chuyện rất là phổ biến mà tôi nói các bạn cái thuốc mê này mua dễ lắm Việt Nam thuốc mê ăn bán rất là dễ thậm chí thậm chí thuốc thạc Messi nha thuốc lậu nữa mấy cái bà bán mấy cái bà bán thuốc lá ngồi ngồi ngoài đường vậy mấy bạn tới mua thuốc gì có hết đó <laughs> mấy bà mấy, nếu bạn nào mà đi Việt Nam thấy mấy cái bà bán uh, bà bán thuốc lá mà dựng cái sạp nhỏ nhỏ cái tủ này, trong nó có thuốc lá rồi, 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 rồi bán đủ thứ kiện đời trong đó <laughs> thậm chí thuốc mê rồi heroin gì có hết <laughs> cái chuyện thuốc mê là chuyện phổ biến rồi ở Việt Nam có cái chuyện này mới ghê này <laughs> mới ghê này đó là chuyện dùng bùa ngải thần chú <laughs> ngại ghê không <laughs> bùa ngại thần chú nữa <laughs> thật ra tôi không tin cái chuyện này đâu tôi không tin cái chuyện này đâu nhưng mà nhiều người tin nhiều người đã bị rồi nha bị rồi mới tin có nhiều người nói cũng tin như tôi vậy đó nhưng mà khi người ta bị rồi người ta mới tin người ta chơi bùa người ta chơi ngải người ta niệm thần chú nữa mới ghê nghe lạ không? biệt kiều nghe như như là, như là <laughs> lạ là gì nữa bây giờ tôi giải thích cho các bạn nghe này. À, đưa hình ảnh lên <laughs> đeo kiến cái đạn thôi no mình. <laughs> nó mình nó tò lao thật ra tôi không cần dùng kiến đâu nhưng mà mà không nói tôi á coi như là cái như là nói việt nam cách đây như là từ năm tám lúc tôi mà đang ở chuồng quá tôi mua cái kiến này tôi đeo vào, mặc vô mặc dù có nửa độ tôi cũng đeo Báo à. bảo việt năm nét ừ, năm nét đó bảo việt năm nét đây này các bạn coi này À, rầm rộ kinh doanh bùa ngãi <laughs> buồn ngãi mà, mà như là nhu cầu nhiều quá đến mức người ta phải kinh doanh luôn như ghê như này thời đại mạng xã hội phát triển bất cứ thứ gì cũng có thể được đem lên mạng kinh doanh kể cả bùa ngãi hiện nay có rất nhiều trang mạng công khai bán các loại bùa phép và tác dụng và tác dụng được quảng cáo là cực kỳ linh nghiệm trong làm ăn kinh doanh tình cảm <laughs> ngại ghê <như>. chứ <laughs> nhu cầu lớn tới mức mà như là người ta bán buồn ngại luôn mà người ta quảng cáo là rất là linh nghiệm trong làm ăn kinh doanh và tình cảm bây à, giờ các bạn việt kia đi qua việt nam ấy, phải chú ý cái chuyện tình cảm này. này. Nhiều khi các bạn không hiểu phải không tôi giải thích cho các bạn hiểu ví dụ <laughs> ví dụ các bạn là một cô gái đẹp việt kiều nói tiếng việt vò vèo nói tiếng anh rôn rã giọng rất là hay <laughs> trẻ đẹp tiền công việc tốt tiền nhiều có một anh Việt Nam đang theo đuổi mà không biết cách nào để tiếp cận <laughs> thì bây giờ anh ta chơi bùa tất nhiên là mình là, là anh anh ta là bạn của bạn bạn với bạn chơi vui bình thường thôi bạn chỉ nói chuyện xã giao thôi thì anh ta mới nghĩ cách để mà có thể là giữ được bạn nói thẳng ra để lấy được bạn thì anh ta chơi bùa anh ta đến những cái chỗ bán bùa này bán bùa lấy như tới bùa thì có nhiều loại lắm có thể đó là coi như là một cái chất chất gì đó gói trong cái gói hoặc là một cái tờ giấy người ta viết những cái chữ gì 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 đó chữ tàu chữ tay tôi chả đọc được nữa thậm chí đó là một cái chất để mà uống nữa mới ghê bùa nha thì có thể rằng nếu mà nặng nặng cho mình uống luôn bù lú luôn đó <laughs> uống xong rồi lú đi theo, đi theo cái thằng đó luôn mà, không, mà lúc đó không biết là coi như là dạ dày ruột ruột mình như thế nào mà đó là cái thằng chơi ác còn cái thằng nào mà nó chơi đàn hoàng tí là nó chơi bùa mà gọi là bùa mà viết á ví dụ như bạn tên là coi như là gen đi phạm thì nó viết Jenny đi phạm là Jennifer gì 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 đó ám sự bùa mà để cho gen đi phạm như theo nó nó đưa thầy coi như là viết cái câu đó là thầy ám sĩ bùa thầy cúng thầy bái mà thầy làm đủ trò hết trơn thầy gói lại thành miếng giấy thầy bọc lại cái miếng nhỏ 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 mà đừng cầm cái tờ giấy đó như miếng bạn của bạn mà à, cho nên là nhét vô cái chỗ sạch chẳng hạn nhét vào cái giỏ sách hoặc là tới nhà chơi rồi nhét vô góc giường chẳng hạn ví dụ như là muốn có tình cảm nhét vô cái gối để nằm để sau này bà trở thành ngủ chung với nó chẳng hạn nhét vô bùa đó không biết có hiệu nghiệm không tôi không biết còn bùa này trong làm ăn kinh doanh nữa mấy nhà doanh nghiệp như này đi đi việt nam vẫn hẳn làm ăn như chỉ bùa kinh doanh này, hồi nãy tôi đưa này, trong làm ăn kinh doanh tôi ví dụ như Tôi ví dụ bạn muốn bán, hắn muốn mua, hắn muốn muốn bán bạn một cái mặt hàng gì đó, một cái sản phẩm gì đó, một cái nguyên vật liệu gì đó tôi dạng hàng mà bạn không có mua Tại vì bạn chê là nguyên vật liệu này kém chất lượng, bạn mua Hoặc là mình thấy cái thằng bán này nó gian mình nhiều quá mình mua, Và bắt đầu nó bị khách này À cái thằng này nó không mua mình phải chứ mua, tới mấy ông thầy, ám sĩ si mua, ám sĩ mua đi thì tùy theo cái cái, 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 tính chất công việc mà ông thầy ông cho cái bùa gì cũng có thể bùa viết như tôi nói hoặc là bùa một một cái cái chất gì đó như tôi nói hoặc là ông cho bạn uống luôn thậm chí là cái gì đó mình tùy tùy tôi làm tôi làm thầy bùa cho tôi không biết à, thì khi mà bạn đi chơi với họ đi đi ngoại giao với họ cầm cái bùa nó như bỏ vào người bạn hoặc là bỏ vào công ty của bạn à, tự nhiên bạn như là, như ngày hôm nay tự nhiên ngồi chơi chơi sản phẩm tự nhiên vài ngày sau cái à, alo à, đem tới vài tấn hả chống kế bùa tin không tôi tôi không tin nhưng mà có những người đầu tiên họ nói không tin họ bị rồi họ tin ghê không? Thật, huyền bí lắm coi như cái đất Việt Nam nó huyền bí nhiều thứ lắm tôi đã tiếp cái phần này các bạn đi đường ấy, là phải cẩn thận là coi chồng có chuẩn bị mất túi một tuổi, ví dụ mình đi vô nhất là mấy bạn thanh niên trẻ nghe mấy anh youtuber như quảng cáo như bùi viện đi bộ là bùi viện có mấy em nhảy rồi, rồi mấy anh rồi thậm chí mấy cái thằng tay ba lô đói gần chết bên việt nam rồi, rồi, rồi cũng cũng quay lên cái chỗ bùi viện đó. tôi đã thấy tôi thấy ai à, quay chỗ bùi viện đấy. chỗ ăn chơi coi như gọi là cái chỗ như ổ mại dâm lớn nhất ở việt nam nằm ở đó tôi không biết sao mà cái ăn ông nào ngồi quay cái chỗ đó mà tôi giả sử như bạn mà coi như thích, thích cái chuyện đó À, thì các bạn tới chuyện đó bạn chơi. Thì cái chỗ này người đi rất là đông. À, đi qua chừng đi đi lấn 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 mấy em lấn 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 thế này này. À, em trước lấn lấn em sau quốc, à, em sau nó trước quốc làm đủ trò hết đó. <laughs> Hoặc là bị mấy thằng khác nó móc túi nữa. Như đi đi xong về như đi như cái 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 túi cái tiền còn đồng nào hết, coi chừng mất luôn giấy tờ là rất là nguy hiểm. À. Thứ hai nữa các bạn đi trong cái khu du lịch. À, lúc đi du lịch đi vô những cái khu du lịch mà đông người còn phải hết sức chú ý ví là phải để chỗ nào đó chắc chắn không thì để khách sạn nếu khách sạn nào tốt tốt để khách sạn cho yên chuyện đi cái chuyện mà mất đồ này ấy, là khi các bạn đi ngoài đường ấy, cũng rất là dễ bị mất đồ rất là nguy hiểm ví dụ như mình đang lái xe máy xe máy nha cực kỳ nguy hiểm đeo cái, cái sách trên vai lái chả quán giật một phát té luôn như khi mất cái sách này mình không tiếc té té chấn thương sầu não nguy hiểm cái chuyện bị nhiều lắm rất là nguy hiểm cho nên người Việt Nam người ta có kinh nghiệm đó nhất là mấy cô gái mấy cái giỏ sách đó giỏ sách hoặc là điện thoại đồ cũng như là bỏ hết vô cốp xe trong trong cái xe máy mở lên có cái cốp bỏ hết vô đóng lại ngồi lên chắc ăn không chứ đừng có đeo toàn đen nguy hiểm lắm. còn mà ví dụ đeo đồng hồ này vàng nhẫn đừng bao giờ đeo đi giật giật lột mà ví dụ đeo đồng hồ mới cỡ như ra đô rau chẳng hạn giật phát té luôn còn đeo bông tai giật đứt, đứt lỗ tai luôn rất là nguy hiểm ví dụ chúng ta ở đây có ai giật làm cái chuyện đó đâu chúng ta ở đây không có cướp giật nhé nhưng mà cướp giật cướp lớn nhưng cướp nhỏ nhỏ cá đâm cái gì cũng giật cầm cái đồ hồ cũng giật cầm bông tai giật đây mình có cái chuyện đó nhưng mà ở việt nam là có cướp nhỏ có mà cướp lớn không có cướp gì không có rất là nguy hiểm còn các bạn mà qua việt nam mà đi xe máy á là còn phải hết sức cẩn thận là dễ mất dễ mất xe máy lắm thì mình để xe máy ở đâu mình phải chú ý tốt nhất là để mấy cái xe máy mà có người mà họ giữ họ đưa vô họ viết số họ để xe thì an toàn hơn tại vì có gì cái chỗ giữ xe nó người ta chịu trách nhiệm Sẽ nhiều bạn tiết tiền như gửi xe vài ngàn gửi dựng cái xe đó mà đi vô còn đi vô 5 phút 3 phút ra không còn xe nữa Tụ nãy lên xe kinh dị lắm không có cái chìa khóa bên đó gọi là chìa khóa vạn năng nó lên xe là rạch tôi nó 30 giây là nó sắp xe nó chạy rồi rất là dễ mất đồ còn các bạn mà đi vào công viên là phải càng phải chú ý nhiều khi các bạn ở chỗ các bạn quen rồi Công viên là nơi như giải trí lành mạnh Nơi nghỉ mát Nhưng mà công viên Việt Nam khác Công viên ở Việt Nam Rất là nguy hiểm Và trong đó cướp giật Khủng khiếp lắm Cướp giật rồi mấy cái thằng chích xì ca chích xỏ dục 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 Cái chuyện mà đi vào công viên mình đạp đúng cái, cái kim nó không gái là mình lạnh đủ nữa, Cái kim nó nhiều khi bị SIV mà đâu có biết được Rất là nhiều nha đi vào công viên hoặc đi vào đường vắng có chuyện bị trắng lột luôn chặn lãng lột luôn mà mình mà chống cự lại bức luôn ghê lắm cái phần thứ ba trong cái nội dung này là tôi nói các bạn là có hai chừng bị tai nạn giao thông có dân. tai nạn giao thông ở nước nào cũng có nhưng mức độ như thế nào ở việt nam rất là nhiều các bạn cứ đọc báo ở việt nam hàng ngày người ta thống kê tai nạn giao thông bị thương và chết chết vì xe máy khủng khiếp lắm nhất là những ngày trước tết và những ngày sau tết mà những ngày đó trước tết thì người ta về quê sau tết người ta trở lại coi như là chết thì bị thương như, như, rạ đi xe máy này tại vì ở đường ở việt nam rất là hẹp mà mà trên đường như đủ các loại phương tiện <laughs> coi như đi coi như coi như đi bộ mình có xe đạp mình có xe máy mình có bây giờ xe hơi mình có xe tải mình có thậm chí có luôn container luôn <laughs> ghê ở đây đường mình mình chia làng chia lên ra đây không đi chung mà nó là chạy qua chạy về dài loạn xã đụng xe chết mà các bạn mà đi xe máy không quen nữa là càng nguy hiểm giao thông thì loạn xả hết hơn tôi đưa một số hình ảnh cho các bạn coi lề đường thì đường nào cũng có lề đường lề đường là dành cho người đi bộ nhưng mà ở việt nam không lề đường <laughs> lề đường để xe máy với là để cho người buôn bán không có đường đi còn như bên kia người thấy đi bộ lắm, tại vì có có lề đâu đi, bên này mình còn đi bộ đúng không? bên kia không, 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 ít ai đi bộ lắm, người ta đi bộ chẳng có từ nhà này người ta đi bộ có nhà kia chứ, chả có ai mà cái như lết lết đi bộ ngoài đường tôi thấy không có đâu, tại vì có đường lề đâu mà đi, <laughs> mà đi trên lề đường coi chừng xe máy phi lên nó tông luôn, <laughs> tông gãy giò luôn, rất là nguy hiểm. Mà khi mà các bạn đi qua đường là càng nguy hiểm nữa, ví dụ từ bên đường bên này đi qua đường bên kia, trời ơi! tôi bảo đảm các bạn không bao giờ dám đi đâu hồi đó tôi đi giỏi lắm tại vì hồi tôi ở việt nam bây giờ tôi ở bên canada 10 năm tôi về là tôi đi vẫn được nhưng mà vẫn có gì đó mình sợ 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 đi qua đường xe nó chạy hu 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 đi quá nhưng mà sợ có những người sợ có đứng thế này đây đứng thế này đây là coi như là đứng cả ngày luôn không bao giờ đi được là coi như phải chịu khó coi như là cứng cáp lên một tí chơi luôn đi luôn người việt nam người ta lái xe rất là giỏi người ta không đụng bạn đâu cho nên cứ đi nhưng mà mình phải có bạn lĩnh còn sợ có đứng thế này là coi như đứng từ sáng tới tối luôn không bao giờ đi được bây giờ tôi nói vậy rồi nhiều bạn nói ông nói cách đây giống năm tám tôi cho các bạn coi video video này đài truyền hình việt nam nó quay luôn mới đây luôn nhưng phải lâu bây giờ, giờ mình quay đường sắt hà nội đường sắt sài gòn nó không y chang vậy Đà nặng bụng tàu gần thơ nó ít hơn nhưng mà giờ xem đó đường xá đó nó <laughs> bị khẩu trang đi vậy đó trời mưa đó nó youtuber đâu đâu dám quay mấy cảnh này đâu đó, đài truyền hình người ta quay đó <laughs> chơi lề luôn đi chơi luôn chơi luôn đó đi được không giao thông cái này các bạn đi được không đó là đó là phản ảnh thực sự chứ không phải giống mấy youtuber như là nửa đêm đi quay đâu, <laughs> hoặc, hoặc là sáng sớm như là 5 giờ sáng đi quay nói làm gì. Đó, thực sự là vậy đó. Nếu các bạn về Việt Nam các bạn làm việc và sinh sống là các bạn phải tham gia vào những cái, cái lưu thông thế này. Đó, đủ các loại xe. Tôi đâu phải tôi ngồi tôi bị ở đó. Rồi các bạn đi xe được không? Các bạn lái like được không? <laughs> các bạn lái like được là bạn giỏi đó. Video này rất mới nha. Tôi nói vấn đề thứ tư có cái nội dung này đó là ô nhiễm môi trường thì các bạn vừa xem video đó thì các bạn có thể biết được là mức độ ô nhiễm nó tới nào các bạn ấy như, rảnh các bạn đao cái app để mà đo cái mức độ ô nhiễm trên toàn thế giới áp nào cũng được đo vậy đi các bạn xem các bạn đo cho tôi hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng nha trang vũng tàu cần thơ mấy cái tỉnh lớn lớn đo thì đi mức độ ô nhiễm như thế nào. Hà Nội là là cái nơi mà luôn luôn đứng top đầu, top đầu mà top đầu trên thế giới luôn, chứ không phải top đầu châu Á là về mức độ ô nhiễm môi trường nó khủng khiếp tới mức nào. Sài Gòn cũng không kém. mấy tỉnh nhỏ nhỏ kia đỡ hơn nhưng mà nó cũng rất là ô nhiễm. Tôi đưa các bạn xem hình ảnh này. Việt Nam nói luôn, nhiều khi cái áp nước ngoài nó phản động, đó. Việt Nam nói luôn. Đeo kiến nhìn cho rõ. Báo VN Economy Báo này à, của anh nào Nhật Dương Chụp ngày 12 tháng 11 năm 2019 à, 19 nha, bây giờ chắc ô nhiễm bão nữa Ô nhiễm không khí ở Hà Nội Vượt lên mức nguy hại <laughs> Vượt lên mức nguy hại là nguy hại rồi, vượt luôn <laughs> các cảm quan tắc của thành phố Hà Nội sáng nay hầu hết đều cho ra chỉ số chất lượng không khí màu tím thể hiện chất lượng không khí xấu nguy hại cho sức khỏe <laughs> kinh hồn không u diễn khủng khiếp mà không những Hà Nội mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay đà Nẵng hay đà Nẵng cũng vậy cho nên cho nên người Việt Nam đi đâu người ta đeo khẩu trang coi như là coi như là một người nhiều khi đeo coi như là một lần hai ba cái luôn <laughs> không biết tôi không biết sao người ta thở được không biết có nhiều người mua khẩu trang rất mắc tiền cái khẩu trang mà chống bụi mịn cái khẩu trang nó mắc tiền lắm người ta phải mua cho nên các bạn mà trước khi đi việt nam thì phải nhớ mua khẩu trang nhiều nhiều mua khẩu trang nhiều nhiều lên khẩu trang mà chống bụi mịn càng tốt coi như ngày chơi hai cái ngày chơi hai cái vậy đỡ hơn thì mình đỡ hơn tất nhiên mà, mà ngăn hết thì không ngăn hết đâu nhưng mà đỡ hơn thì chính vì cái, cái chuyện ô nhiễm môi trường này thì chúng ta sẽ bị đường hô hấp hô hấp đúng không bị phổi bị nặng là ung thư phổi luôn bị nhẹ thì như là bị phổi như là ở thời gian <laughs> bị thời gian là chắc là <laughs> phải nặng đúng không? mắt đó, mờ 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 bụi bặm vô mắt mờ mờ cái cái khó thở rồi người mình hôi nữa người mình hôi tại vì mình đi ngoài đường khoái bụi thì người mình hôi thôi các bạn không tin nha các bạn hỏi cái những người nào quen ở việt nam đó. chỉ cần lái xe máy ra đường đi vòng thôi tôi nói đi cả nửa tiếng đồng hồ thôi về nhà ngửi, ngửi cái áo quần thôi rình luôn thay liền nhưng mà ở việt nam mà tôi đi mỗi lần tôi đi ra ngoài là về đồng nghĩa là tôi thay cái bộ quần áo đó lâu mặt nó mặt phải có sữa rửa mặt nữa nha chứ còn lâu mặt không nó không sạch đâu tại vì ngoài đường dơ thì thôi thôi thối thôi, thôi gì mà có nhiều người à, ví dụ như ở các bạn quen rồi. Mình chỉ cần bụi một tí dơ dơ thôi diễn dưỡng da. Dưỡng da. Nổi rồi đỏ, đỏ đỏ lên. Nhiều khi giống người ta hay gọi là phong mê đay bị dưỡng da. Phong mê đay có thể do thời tiết mà cũng có thể do mà, mà dơ. Cho nên những bạn nào mà hay bị dưỡng da à, thì phải nên xem lại. Có nhiều người bị ứng da có như mặt mày đỏ người đỏ hết không bao giờ hết tại vì nếu ở đó là không bao giờ hết chỉ có ở trong lòng kiến thì được <laughs> ở trong lòng kiến không thì quay về nhà không bao giờ hết ô nhiễm ghê lắm. còn rác á, rác là khắp khắp các nẻo đường rác khắp các nẻo đường đụng đau quăng công viên rác ngoài đường rác khắp nẻo đường mà chính rác khắp nẻo đường đó nó gây ra ô nhiễm thậm chí mấy con sông ấy, người ta dục luôn cản heo chết dưới sông cái bạn tin không chó chết dục luôn cản chó chết dưới sông luôn rồi sông đó người ta sinh hoạt trong cái sông đó nhé ví dụ như nước thủy cục thì cũng phải lấy từ sông lấy từ đâu nước nước máy nước thủy cục thì cũng phải lấy từ sông mà sông nó dơ kiểu đó rồi sông người ta sinh hoạt người ta người ta, người ta, người ta thuyền người ta tắm người ta bơi người ta bắt cá chẳng hạn dục 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 cả heo sắp chết luôn cả chó luôn, luôn. nhưng mà những cái chuyện này youtuber đâu có quay <laughs> mà quay lên phá là công an nó như hút xác liền <laughs> cái nội dung thứ năm trong cái phần này mà tôi nói về cái rủi ro là các bạn quay chừng bị những con vật tấn công <laughs> nghe lạ không con vật mà nó nó cuốc mình luôn con vật ở đây mà đa số và nhiều nhất đó là chó chó tấn công nghe lạ đúng không chó ở đây hiền tư đúng không chó các bạn nhà các bạn hiền từ chó bên việt nam rất là dữ rất là dữ hung dữ ghê sợ lắm mà tại sao nó hung dữ có lẽ tôi phải làm một clip khác bây giờ tôi nói qua là nó rất hung dữ cho nên các bạn ở nước các bạn quen rồi đi ra công viên gặp con chó đứng chào hỏi bắt tay bắt chân vuốt mặt vuốt đồ nói đúng không bên việt nam đừng bao giờ làm cái chuyện đó ví dụ người ta dặn chó đi cho dù con chó đó có, có list có thắt hay là không thắt hay là thả rong thì các bạn chớ đừng bao giờ chào nó gặp nó kẻ nó thậm chí gặp nó là cứ phải tránh ra tại khi các bạn mà đưa tay tới là cắn ngay lập tức liền chó việt nam rất dữ cắn liền thậm chí mình làm gì hết nó đứng chơi mình luôn ở trong nhà nha, chứ không phải là, là chó điên đâu tôi nói cho thả rong này, ở việt nam nha người ta nuôi chó người ta thả rong rất là nhiều đa số rất ít người mà mà list mà thắt cổ lại lắm có chăng là những người gọi là nhà giàu có số nhà giàu nó có nhiều đó. hoặc là những cái khu sang trọng nhà giàu người ta dắt chó người ta list giống như bên bên các bạn vậy đó nhưng mà đa số nuôi chó là cứ thả cái thả đi đâu đâu đi ăn gì đó còn ăn rồi rồi, rồi rồi về nhà rồi nằm ngủ vậy đó bên 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 Việt Nam người ta nuôi vậy đó chính cái chuyện chó thả rong này mà nhà nước rất là đau đầu mà người ta đã tìm cách người ta xử lý mà xử lý mãi không được rất là khó người ta nói là khó xử lý à, khó xử lý à, đưa bằng chứng liền đưa bằng chứng xin phép đeo kiến vào cái <laughs> nhìn cho rõ VOV báo giao thông tờ báo này ấy, là được đăng lên vào ngày 4 tháng 8 năm 2020 chó thả rong. vì sao khó xử lý ừ, khó xử lý Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên quan đến chó thả rong. Tuy vậy, tình trạng chó thả rong vẫn diễn ra khá phổ biến ở khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, nhiều chủ nuôi chó cũng chưa có ý thức với cộng đồng trước hiểm họa con vật này có thể gây ra. Nhà nước nữa ta đang bó tay luôn. Chó thả rong mà chó dữ tự nhiên nó đứng cắn vậy đó nhưng mà nguy hiểm hơn tôi nói cái này ra không biết bạn có lại không hay là các bạn tôi nghĩ các bạn tin những cái điều tôi tôi sẽ nói thế này này chó điên chó điên chó bị điên chó bị khùng có không có luôn rất nhiều nhất là mùa hè ở việt nam nghe lạ không các bạn chưa bao giờ nghe chó điên đúng không chó điên chó điên là mới ghê nè bây giờ cắn mình một phát là mình điên luôn mình khùng luôn mà tôi nghe hồi hồi nhỏ tôi nghe nói là chó điên mà cắn, như, cắn cái nha. Cắn cái là coi như lên bệnh viện người ta chích, người ta chích thuốc vào lò rúng này. Đâm đâm vào lò rúng này, này chích này. Tôi nghe tôi sợ tôi tôi chưa bị nên tôi biết tôi nghe họ nói vậy đó. Mà có lò rúng mình mà lấy kia mà chích cái lò rúng đau dễ sợ lắm, chịu trên nổi. Chích bình thường này là đau rồi chích chơi có vô cái lò rúng. Chích vô lò rúng nó mới hết tôi nghe nói vậy đó. Bây giờ không biết là như bên Việt Nam có thuốc gì chữa cho điên không? Hồi xưa tôi tôi nghe nói là cho điên cắn mà chích lò rúng bây giờ tôi đưa cái hình ảnh cho các bạn coi này chó điên như thế nào nha bỏ Việt Nam Đây, ghê chưa chó điên này nha. Hà Tĩnh hot Hà Tĩnh này nha. Hà Tĩnh chó điên lao vào cắn năm người rồi lăn đùng ra chết <laughs> có như có như là cái chó này cái cắn năm thằng nó, nó lăn đồng nó, nó chết tôi nghĩ năm người này cũng chết luôn <laughs> upload bởi này địa điểm và ẩm thực yeah, du lịch channel ngày 4 tháng 12 năm 2019 <laughs> cái này năm 2019 rất là nhiều nhưng tôi lấy cái video tôi lấy cái hình ảnh địa hình thôi ghê yeah. không cho đi cắn năm người cắn xong lăn đang chết tôi nghĩ năm thằng này lăn ra chắc cũng chết luôn không chết đó thì lên bệnh viện cũng chết rồi cho nên các bạn đi công viên mà ra đường nhìn thấy chó là cẩn thận rất là nguy hiểm đó là chó ha. chó rất là nguy hiểm nhưng bây giờ tôi nó con khác khi mà các bạn ở xe room đó là những cái cái phòng mà mình sẽ xe với nhau những cái nhà mà không có được mà đẹp lắm đúng không hoặc là ở nhà khách bên, bên việt nam người ta gọi là nhà khách là nhà trọ cái nhà mà... số sáu một tí hoặc là khách sạn mà nhỏ nhỏ một hay sao vậy đó thì các bạn quay chừng <laughs> Qua chừng bị mũi cắn <laughs> mũi mosquito <laughs> chích 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 thế này này <laughs> ở Việt Nam mũi cắn đọc cái pập máu phun ra đọc cái pập máu phun ra <laughs> nghe ghê <laughs> hồi ở Việt Nam mới như tôi tính bình quân đó. ở nhà tôi nhà tôi tôi nó sạch sẽ vậy, tôi nghèo đó nhà tôi ở Việt Nam tôi, tôi thuộc dạng nhà đỡ lắm giàu thì chả giàu gì không đỡ một ngày tôi tính bình quân tôi là bị năm con mũi nó cắn tôi hay nó giận vợ vợ vậy đó tôi là một ngày tôi đấm phun máu năm lần ghê bạn tưởng tượng mũi này đánh phát máu phịch ra đánh phát máu phịch ra <laughs> nghe sợ chưa <laughs> có thật bà vợ tôi một ngày bị mũi cắn khoảng 10 lần tại vì bà làm bếp nữa <laughs> ngày nào tôi bị năm bình quân năm con mũi cuốc đánh năm lần bình quân thế đó nhiều khi nhiều khi hơn nữa tôi tính cho vui rồi đó cho nên cho nên ở việt nam nằm ngủ là phải luôn luôn có mùng phải luôn luôn từ những cái khu mà sang trọng tại vì tôi ở việt nam tôi cũng ở khu sang trọng rất là sang trọng nha thì may ra mới không có mũi còn nằm ở khu như gọi là gọi là cái như giới trung lưu như tôi ở việt nam ngày xưa tôi giới trung lưu là nằm ngủ đều phải có mùng mùng ở việt nam nó rất phổ biến đến cái mức mà mùng phải màu đen nữa à, đưa hình ảnh cho bạn bạn xem nha đào kiện một cái đã mùng mà phải màu đen nữa thư viện mua sắm review các loại mùng ngủ tốt Tên thị trường hiện nay mùng <laughs> mùng là thế này đây à, các bạn nhìn cái mùng thế này các bạn chưa hình dung phải không rồi tôi đưa mùng tiếp à, tôi đưa mùng tiếp nha cho các bạn hình dung đây mùng đây mùng nhà nghèo <laughs> như thế này đây tức là khi mà chúng ta ngủ á đầu tiên là coi như là vẽ người mùng lên quạt 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 có cái quạt á quạt như mấy con mũi ra hết cái đấy <laughs> quạt quạt tên quạt dưới <laughs> lúc nào tôi cũng phải quạt hết đó. quạt hết xong rồi tôi để cái mùng xuống à, bắt đầu tôi lấy cái chiếu à, tôi tôi gắn cái mùng dưới cái chiếu tôi lấy cái chiếu tôi đắp cái mùng của lấy cái chiếu Như các bạn thấy hình ảnh này ra hết xung quanh à, rồi mới ngủ ai vậy hết á cái mùng này ấy, là cái lỗ rất là nhỏ cho nên ấy, là con mũi nó chui vô không được nên mình nằm ở trong mình an toàn <laughs> nhưng mà nói thế nhiều khi ngủ say đâu có biết ngủ, ngủ say thế này nè như, như buồn buồn như không biết như khi mình ngủ say mình mơ cái gì đó mà đưa qua tay qua chân cứ như đưa cái tay ra ngoài một cái hoặc đưa cái chân ra ngoài một cái hoặc đưa cái lưng ra ngoài một cái bà đầu mũi chích chích đâu biết ngủ sai rồi nhất là những nhất là những thanh niên <laughs> thanh niên việt kiều mà như là thanh niên trẻ ngủ say lắm chích 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 quá trời luôn nhưng mà con nít nữa sáng dậy thấy cái tay này hoặc là cái chân này đỏ luôn mũi cắn ngứa kinh khủng lắm ngứa này kinh khủng con nít mà thành gã luôn cho nên con nít việt nam nó bị gã nhiều là vậy bị mũi mũi đốt này. thành gã mà nếu trường hợp mà mình không bôi thuốc ở đó nó thành gã luôn còn còn mấy người mà trung niên nó như là già hơn tôi một tí à, thì trung niên mà nằm ngủ nha nằm ngủ thế này người 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 trung niên thì nằm ngủ coi như là uh, chủ động hơn tại vì mình lớn tuổi là mình nằm mình nằm thẳng thế này mình đừng có có xích, có xích về mà thì mấy con mũi đứng ngoài nó nó nhìn nó thèm nó không chịu à nhưng mà khi mà bạn mà nằm trong mùng như là mấy con mũi ở ngoài nó kêu nó kêu wo, wo, wo. giống như nó muốn tấn công mình thấy mình giống như phút của nó vậy đó nó tấn công mình mà chỗ mà nhất là ở nhà quê mà nhiều mũi quá như là, nó kêu nó kêu tiếng kêu của nó nó kêu khó chịu lắm nó kêu wo, wo, wo. tôi bảo đảm quý vị như khỏi ngủ luôn <laughs> một hai con kêu không nghe mà cả trăm con cả ngàn con mình khỏi ngủ luôn nhất là ở quê mà ở Việt Nam mũi nhiều thì cũng dễ hiểu thôi cống thì lộ thiên ao à, nước hồ thì không sạch rác thì vứt bừa bãi hôi thì xin mũi thôi chuyện bình thường thôi ở đâu, ở việt nam chỗ nào không có mũi hết từ những cái chỗ mà sang trọng ví dụ khu đô thị mới sala chẳng hạn Vinhome, park gì đó chẳng hạn có thể là ít mũi nhưng mà đi chỗ khác thì lại mũi chẳng <laughs> lẽ ở mã trong đó không đi cho đâu đi đâu hết nè đây Đài... là chỗ nhà nuôi giày trẻ à, đeo kiếm mà nhìn cho rõ các bạn thấy nè cái chỗ này là nhà nuôi vợ trẻ nè nhà nuôi vợ trẻ có nghĩa là ban ngày ban ngày mà cô giáo này cô rất là thương học trò này các bạn thấy không mấy đứa nhỏ nằm ở trong này nằm quá trời ở trong này là phải nhát mùng dưới chiếu này cánh mũi Báo long an ở long an coi như ban ngày mà cũng có mũi không phải ban đêm ban đêm mũi nhiều hơn ban ngày như mũi nó ngủ ban đêm ấy, mũi nó thức để nó kiếm ăn nhưng mà trường mà, mà trường hợp này ban ngày cũng có mũi tại vì coi như là mũi đói quá ngày phải đi kiếm ăn <laughs> giống giống như người, người mình coi như là mình nghèo quá là coi như là ngày cũng đi làm mà đêm đi làm vậy đó mấy con mũi này đúng ra mũi mà khá tí mũi mà <laughs> như là giàu giàu tí là ban ngày nó phải phải nghỉ ngơi nó ngủ ban đêm nó phải đi kiếm ăn mà trường hợp cái chỗ này mũi này mũi nghèo <laughs> cho nên nó đói quá ban ngày phải đi kiếm ăn ban đêm kiếm ăn <laughs> giống giống mình người nghèo vậy đó. ngày đêm gì cũng làm hết cho nên mấy cháu nằm ở trong này phải có mông ban ngày ban ngày thế này mới mấy bạn tưởng tự ban đêm nữa rồi sao ban đêm ban đêm là mũi nhiều hơn tại vì mũi nhà giàu không có mũi nhà nghèo không có ban ngày là chỉ có mũi nhà nghèo thôi tại vì nghèo mới đi làm ban ngày ngoài mũi ra bạn có thể bị kiến cắn nữa kinh mũi cắn nhiều khi nó không đau nó ngứa ngứa tí thôi còn ở việt nam có mấy con kia mình gọi là kiến lửa hồi nhỏ tôi hay chơi mấy con kiến lửa tôi bắt mấy con kiến lửa đấu nhau con kiến lửa nhỏ 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 thế này này cái đầu to thế này này cái người nó đỏ thế này những con kiến nó cắn dễ sợ lắm nó cắn một phát nó như là cái tay mình sưng u lên liền u ngay lập tức u lên liền gọi là kiến lửa còn cái kiến đen đen là nó không cắn kiến à, đen nó không cắn nhưng mà nó ngứa nhưng mà có loại gọi là kiến hôi nữa bò mình đánh bộ, hôi dễ sợ lắm cái nhỏ 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 sau bên kia kiến nhiều ghê ấy mà các bạn chú ý những con con kiến lửa gọi là kiến màu đỏ, đỏ đỏ phải cắn con kiến nó ra cắn một phát xưng ù lên này mà ù lên như mình bôi thuốc cả tuần mới hết một tuần mới hết mà kiến miền nam nhiều lắm nhiều khủng khiếp lắm đó là những con mà nó tấn công mình còn ngoài ra có một con khác tấn công cái này mình thi hữu luôn đó là con chuột chuột cống ở việt nam á lợi cống lộ thiên rất là nhiều mà chuột ở dưới cống lộ thiên mà cũng dơ nữa cái gì người ta làm xả dưới con chuột nào chuột này mà to hơn cái bắp tay tôi bắp tay tôi là bự đúng không con to hơn cái bắp tay tôi coi như là coi như là ở dưới cống mình 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 ra ngoài đường mình đứng 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 ngơ ngơ ngơ, thế này đâu biết nhiều khi đứng chơi lên cắn mình phát mà cái con chuột cống nó vẫn cắn một phát nữa nha bên việt nam người ta gọi là bị dịch thạch luôn chuột chuột cắn là bị dịch thạch tôi lẫn cắn xong cái bị dịch hạch là cái hạch cái nách nó bự như thế này, này tôi không biết vì sao mà mà, mà, mà con chuột nó kinh dị, người ta gọi là bị dịch hạch là cái gì khi con chuột nó to quá hiểu không như khi ở nhà có mấy, mấy loại chuột to, nó đuổi mèo luôn, <laughs> thường thường mèo đi bắt chuột đúng không, đây chuột cứ như đi bắt mèo luôn <laughs> tôi thấy chuột như đuổi mèo chạy luôn mèo sợ mèo chạy luôn <laughs> đó là những con có thể tấn công mình con mèo nó còn dữ lắm nha chứ không phải con mèo nó hiền các bạn phải chú ý này con mèo đó, các bạn cũng đừng bao giờ rơi vào những con mèo của người khác từ khi mèo của mình mèo việt nam nó còn dữ lắm đụng vào nó vạ vả, vạ vả, vạ vả, vạ vạ thế này, này. cũng đánh những vỏ thứ lâm tự vậy đó cho nên mèo việt nam nó dữ khủng khiếp à. cho nên là gặp mèo cũng phải nên tránh đừng có nghĩ mèo mèo dễ thương miêu mèo như thế khác đó, đó đụng vào phát nó mua như vỏ thiết làm tự em khác gì hết trơn nguy hiểm ngoài ra có những cái con khác mà nó không cắn mà nó ghê lắm ví dụ con rùi <laughs> flyer rùi như vô vô mấy cái chỗ quán ăn mà dơ dơ không có sạch sẽ rùi nó, bao, nó bay uh, uh, bay giống như máy bay, bay vậy đó <laughs> giống máy bay vậy đó <laughs> giống máy bay airbus vậy đó <laughs> giống boeing vậy đó bay 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 này mà rùi thì nó không cắn mà nó dơ nó đậu chỗ này đậu chỗ kia dơ rồi ở trong nhà hoặc là trong quán ăn nữa như khi có giá. <laughs> con gián con gián tướng con này ghê hôi lắm rồi ba thằng lằng nữa mấy con này nó không cắn mà mình thấy ghê tôi nói vấn đề tiếp là vấn đề thứ sáu trong cái nội dung rủi ro này khi các bạn đi việt nam đó là ngộ độc thực phẩm nghe lạ không <laughs> thực phẩm mà ngộ độc nữa <laughs> các bạn nghe lạ đúng không tại vì các bạn hiểu thực phẩm đã làm gì cho con người ăn rồi thì phải sạch sẽ về vệ sinh làm sao mà ngồi đọc thực phẩm được? Có đấy, có đấy. Nếu các bạn nào mà cứ nghĩ là cứ như đi vào các quán vị hè, các quán bệnh nhân ăn cho rẻ, cái này rất là rủi ro. Và ở đó người ta làm mất vệ sinh. Và báo chí Việt Nam người ta nói rất là nhiều. Rất là mất vệ sinh. Đây tôi phản ánh cái sự trung thực của mình. thì khi mà mình vô những cái quán làm vệ sinh mình ăn đi về là dễ dính tiêu chảy nhất là các bạn mà ở cái chỗ các bạn quen rồi ở cái đất nước các bạn quen rồi mà chỉ cần ăn như một tí xíu gì đó thôi là bà lập tức là đi chạy liền nhẹ nhẹ thì đi chạy em cần uống thuốc nặng nặng một tí là phải uống thuốc <laughs> mà nặng nữa coi như là ngá mày tôi <laughs> là gọi là ngô độc thực phẩm <laughs> tôi cho bạn xem hình ảnh nha đeo kiến vào cái đã <laughs> Thôi nói, tôi nói cái, cái thời này từ năm 1980. Đây tôi search ra này. Tôi search trên Google nhé. Mà chỉ 0,79 giây thì nó cho ra là 11 triệu 300 ngàn kết quả. Dễ sợ Đây tôi đọc từng cái cho các bạn có điển hình. À, Báo Nhân dân đăng ngày 20 tháng 7 năm 2020. Hơn 100 công nhân nhập viện nguy là ngộ độc thực phẩm. Báo VOA đăng ngày 13 tháng 1 năm 2021, 84 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa. Báo Thanh niên ngày 14 tháng 1 năm 2021, làm rõ nguyên nhân vụ 82 công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Báo vnexpress.net ngày 11 tháng 5 năm 2020, 25 công nhân bị ngộ độc thực phẩm. Báo tuổi trẻ ngày 13 tháng 1 năm 2021 82 công nhân nhập viện sau bữa ăn nghi là ngộ độc thực phẩm. Ghê. Công nhân công nhân người ta làm trong nhà máy rồi nấu nướng sau đó bị ngộ độc thực phẩm. Tất nhiên là không phải do người nấu không phải do người nấu là bỏ chất độc vào trong đó không phải tôi nghĩ không bao giờ phải có chuyện đó nhưng mà cái, cái, người ta mua những cái thức ăn rau củ quả thịt thà gì đó ở ở ngoài, ngoài chợ ngoài siêu thị ấy, chính những cái đó là độc hại rồi vô người ta nấu là phải độc hại chứ còn không cho còn những người làm bếp không ai làm cái chuyện đó do cái nguồn gốc ấy, là nó đã độc rồi vào trong này công nhân ngộ độc như tôi trình bày lúc nãy nếu trường hợp bị nhẹ thì mình đi tiêu chảy vài ngày thì hết nặng hơn thì nữa uống thuốc hết nhẹ thế nữa thế này đấy ăn xong thế này đưa lên viện đưa lên viện là phải xúc ruột xúc mấy ngày ấy, xúc xong về cái mặt bật hơn này thì mới hết được thì đây là tôi nói là công nhân bị ngộ độc nhưng mà nếu các bạn ra ăn ngoài nhà hàng hoặc là các bạn mua về các bạn nấu ăn mà trúng ngay cái, cái nguồn thực phẩm nó không tốt thì các bạn ăn xong các bạn cũng thế này đấy còn với lên bệnh viện thôi rất là nguy hiểm đó là thức ăn thức uống cũng bạn ví dụ các bạn uống cà phê hay là uống nước ngọt nước trà, trà sữa thôi rồi các bạn còn phải lưu ý cái chuyện này rất là dễ bị ngộ độc chứ không phải riêng là thức ăn thức uống nó cũng vậy. Cái nội dung thứ bảy mà trong cái nội dung là rủi ro này tôi trình bày với các bạn đó là fake products hàng giả <laughs> lạ không nghe lạ đúng không hàng mà có giả nữa nghe lạ đúng không có thiệt ở việt nam ở campuchia đây là hai nơi tôi gọi là thiên đường của hàng giả <laughs> việt Quang với campuchia nhiều lắm mà việt nam cũng thua ở malaysia cũng có hàng giả ở thái lan cũng có hàng giả mức độ ít hơn ở đây tôi nói các bạn việt kiều muốn về việt nam thì tôi nói ở việt nam hàng giả việt nam thì các bạn phải lưu ý sau đây để tránh phải mua hàng giả việt nam thật ra mua cái này nó chả chết ai <laughs> mua mình tức thôi nếu các bạn mà các bạn thấy những cái thương hiệu mà các bạn rất là quen thuộc ở đất nước của các bạn. Mà các bạn thấy ở Việt Nam giá nó rẻ các bạn thích. Tôi ví dụ cái áo polo này đây, nha. Tôi ví dụ tôi mua bao nhiêu tôi không nhớ tôi ví dụ như là ở mình bán 100 đô tôi ví dụ như thế 2 triệu Việt Nam tính là 2 triệu Việt Nam. Nhưng mà các bạn qua Việt Nam các bạn cũng thấy cái áo polo này mà giá được có 1 triệu à. thậm chí cái 700. À. Các bạn ngồi nhờ nhân ra ui sao không rẻ ghê bên kia mình nhớ là như là ông phiêu đồng mua một trăm đô mà sao bên này trăm đô tức là hai triệu sao bên này giá đứng và bảy trăm ngàn rẻ ghê, mua mua đồ giả chắc luôn cho nên đừng bao giờ mua những cái mặt hàng mà thương hiệu ngoài ở việt nam mà ham giá rẻ là chắc chắn trăm phần tâm là giả nếu trường hợp mà người ta nhập hàng từ nước ngoài về thương hiệu nước ngoài về à, mà người ta bán thì chắc chắn nó phải cao hơn là cái giá mà bạn đang xài ở nước bạn tại vì nhập về thuế má vận chuyển rồi tiền hải quan rồi lợi nhuận nó cao hơn chứ làm sao rẻ hơn được ham là rẻ trăm phần trăm luôn là giả luôn cho nên là các bạn hết sức đề phòng Đừng có tham lam cái chuyện này Tôi nói đó là hàng ngoại nha Đừng bao giờ mua hàng ngoại ở Việt Nam Tại vì nếu mua giá rẻ chắc chắn đó là hàng giả Mà nếu mua giá cao thì mua làm gì <laughs> Tự nhiên ở nước các bạn mua Chạy qua Việt Nam mua hàng cao để làm gì <laughs> Nếu mà trường hợp lỡ ở Việt Nam rồi thì, thì có dịp nào đó người nhà gửi qua Mua làm gì đúng không Giá cao thì tự nhiên đi mua mà chưa chắc độ đẹp nữa Việt Nam Việt Nam bán hàng ngoại là hàng toàn hàng, hàng sell off bên bên nước các bạn đem qua bán là những có hàng đẹp tôi nói đó là hàng ngoại nha như vậy nếu các bạn mua hàng nội thì là ok ví dụ các, các bạn thích cái áo việt tiến chẳng hạn còn cáo dành việt tiến cái đôi dài là vina dài thì ok đó là hàng, hàng thương hiệu đó thương hiệu việt tiến thương hiệu vina dài mình mua thì cái khả năng giả rất là khó tại vì công ty Việt Nam người ta ở đó có gì là là khi công an điều tra mấy thằng giả bắt bắt cổ liền cho nên nếu trường hợp của Hà Nội thì ok sẽ không bị giả nói vậy nói vậy nhưng mà cũng đề phòng Hà Nội cũng giả luôn Hà Nội cũng giả luôn mà chính thằng chủ nó giả phải đau chứ tôi đơn cử nha hàng việt siêu hàng việt siêu anh việt siêu này anh tên gì tôi không nhớ anh đổi cái mũ phốt thế này này tôi cũng có cái mũ phốt giống như, như anh vậy đó anh đổi thế này. đẹp trai lắm nhà nợ phú mỹ hưng gần nhà bạn tôi bây giờ tôi cũng biết ảnh như thế nào tức là à sao sao đi cái ông khải siêu nhưng không phải việc siêu tôi xin lỗi nha anh khải siêu nhà nợ phú mỹ hưng gần nhà bạn tôi anh bán nó như anh bán nó như mặt hàng khải siêu của ảnh siêu mà cái của ảnh cuối cùng người ta phát hiện ra là hàng giả nhưng phải hàng, hàng Việt Nam không phải là in Việt Nam ông mua ông mua siêu ở Trung Quốc <laughs> về xong rồi cái giờ ông lục Trung Quốc ông dục đi nó giả cái mà ông mua là khải siêu khải là tên của ông đúng rồi đó hàng khải siêu sau này bị bại lộ ra công an bây giờ <laughs> tòa án bắt rồi không biết bây giờ về chưa không biết nữa cho nên là mua hàng nội cũng giả mà chính thằng chủ nó giả mới đâu mà cuối cùng bán cái hàng khải siêu nó bán cho ai bán toàn Việt kiều bán người nước ngoài nhưng người người Việt Nam mua cái hàng khải siêu làm cái gì <laughs> là dính đạn nữa đau hơn họ <laughs> nếu trường hợp mà mình mua nhầm hàng giả thì thôi kệ tức tiền được đúng không <laughs> tức tiền được không sao cả nhưng mà mua thức uống giả mới đau nữa <laughs> cái gì mà bỏ vào bụng mà, mà coi như đồ giả nữa là mau chết nữa <laughs> ở việt nam nha Rượu ngoại giả rất là nhiều, tôi không biết bao nhiêu phần trăm, có người nói 90, có người nói 99, tôi không biết bao nhiêu phần trăm. Rượu giả ngoại rất là nhiều. Nếu trường hợp bạn mua, muốn uống rượu, thì tôi khuyên nên uống rượu nội. Ví dụ như là rượu Đà Lạt, cái hàng vang Đà Lạt, cái hàng rất là ngon. Đừng bao giờ uống rượu ngoại mua tại Việt Nam. Đồ giả rất là nhiều. Rất là nhiều Từ khi bạn bè mình ở Mỹ, ở Canada, Úc, Anh Nó đang, đang cho rượu về thì mình uống Còn nói ra ngoài tiệm mua Tôi nói các bạn đừng bao giờ mua Tại vì uống rất là nguy hiểm Đây Tôi search dùm cho các bạn luôn Các bạn vẫn search được đúng không? Tôi, tôi search luôn Báo công an Công an.com.vn an. này Không phải công an giả đâu nha Công an thiệt á Đưa ngày 5 tháng 1 năm 2021 Giật mình với công nghệ sản xuất Rùa giả ở Sài Gòn <laughs> Nghe ghê không Nghĩa Như bọ tầm bậy tầm bạ Chắc tạo màu Hướng liệu gì đó <laughs> Bọ tầm bậy tầm bạ <laughs> Nhiều khi lấy Như cồn công nghiệp nữa Tiếp tục Báo tuổi trẻ Ngày 6 tháng 1 Năm 2021 Báo tuổi trẻ này Phá cơ sở sản xuất rượu XO chi vắt giả anh nào mà thích uống rượu như SO với chi giả như là toi đời nữa. ở Việt Nam họ thích uống rượu bên Việt Nam người ta gọi là XO XO với chi người người thích uống lắm nhưng sang uống cái lượng rượu này ngày xưa mà tôi làm tôi tôi biếu tôi biếu toàn rượu XO với là chi này không rượu giả uống mau chết nữa ở miền tiếp tục tuổi trẻ này ngày 5 tháng 1 năm 2021 cách biến một chai rượu ngoại thật thành năm chai rượu giả <laughs> tức là lấy một chai rượu ngoại thật có như biến thành năm chai rượu giả <laughs> thả cửa ba lao động nha lẫn lộn thật giả rượu ngoại xì <laughs> hút xì gà cũng giả luôn xì gà cuba xì cuba cũng giả luôn coi như thuốc xì gà cuba là nổi tiếng đúng không thơm lắm thu hút rồi rất là thơm như là thơm đâu không thấy nó hút hút nhầm cha thuốc rê thì bà nhiều khiến bỏ cái chất gì thơm thơm đó giống như xì gà coi như cuba nữa chết, chết bà luôn thật giả lẫn lộn kinh lắm nguy hiểm lắm bà lao động nha mới can này ngày 6 tháng 1 năm 2021 này làm rượu giả đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện <laughs> đọc đọc một tí cho vui lực lượng chức năng phát hiện 78 chai rượu mang nhãn hiệu SO Chivas nhân chủ hay gì đó tam rượu ngoại nguyên liệu dùng công cụ pha chế rượu giả pha <laughs> cửa thấy chưa à? các bạn các bạn có muốn uống rượu ngoại ở Việt Nam nữa hay không <laughs> tùy các bạn tính toán nha ở đây mình gì khi các bạn thích uống rượu tại vì đây mình ở mình ở đây xứ hơi lạnh lạnh lắm nhất là mùa đông ai à, thích uống rượu tôi tôi cũng hay uống rượu mà bây giờ về Việt Nam uống rượu thì có, tôi hỏi các bạn có dám uống rượu ngoại ở Việt Nam nữa hay không <laughs> thích uống thì cứ uống tôi không dám dạ. tôi uống nước lạnh cho chắc đó là vấn đề đồ giả dạ. bây giờ tôi nói vấn đề thứ 8 trong cái rủi ro này mà các bạn có thể bị vấp phải đó là các bạn có thể dễ bị chửi dễ bị đánh bởi người địa phương nghe ghê không <laughs> nghe ghê không thiệt chứ không phải nó chửi chửi comment lời bình trên mạng đâu cút thiệt á dữ dễ sợ lắm bây giờ các bạn có đọc những cái comment mà không đâu xa những cái video của tôi không phải là người ta như khi các bạn nói như khi các bạn nghĩ không đó là họ nói vậy thôi chứ họ dám làm không nói đi đôi với hành người việt nam có câu nói đi đôi với hành lắm thiệt á cho nên khi các bạn mà về việt nam làm ăn các bạn phải chú ý với người địa phương người ta rất là hung dữ và có thể người ta chửi nhẹ thì người ta chửi các bạn còn nặng là nó đánh luôn người việt nam rất hung dữ ở đây tôi không phải chê người việt nam nha tôi không phải chê các bạn hung dữ nha nhiều khi các bạn nghĩ hung dữ là bạn khen bạn đúng không tôi không chê tôi cũng khen nha tôi chứng minh cho các bạn xem là những nhà khoa học những nhà tâm lý học việt nam người ta nói gì nha. tôi chứng minh các bạn xem đeo kiến vô nhìn cho rõ người Việt Nam rất hung dữ ngày, người, người Việt Nam ngày nay rất hung dữ cho nên các bạn phải hết sức cẩn thận đây báo pháp luật báo pháp luật nha cái bài này đã đưa lên ngày 2 tháng 6 năm 2019 báo pháp luật nói này chúng ta hung dữ từ bao giờ người Việt xưa nay được biết đến với cư xử trọng tình nghĩa và chúng ta cũng thường nói tới tình nghĩa nhiều nhất. Thế nhưng, từ bao giờ người Việt đã trở nên hung dữ để đau xót kinh hòa? Tiếp tục chứng minh cho các bạn xem Báo tuổi trẻ online đăng lên ngày 14 tháng 4 năm 2019. Có tiêu đề là người Việt hung dữ là sự thật phủ phàng hay là để bảo vệ mình? Tôi đọc cái tiêu đề tí thôi. Lời nhận xét thật lòng của một người bạn nước ngoài rằng người Việt là những người hung dữ đã động chạm đến tâm tư của rất nhiều bạn đọc tuổi trẻ online. Tiếp tục. Báo này là báo tuổi trẻ online luôn người Việt ngày càng hung hăng do môi trường họ đang sống. Ta là người ta giải thích vì sao người Việt hung hăng là cái là những cái nhà khoa học này những cái nhà tâm lý này người ta nói là do môi trường sống cho nên sinh ra người Việt hung hăng cũng chưa hẳn đâu cũng chưa hẳn như thế tại vì đó đó là một ý kiến thôi. Đeo kiến vô đọc cho rõ không thôi nó nói mình đọc bậy người Việt không hung hăng nhưng có biểu hiện hung hăng gần đây Tức là ý nói là người Việt bản bản chất là không có hung hăng nhưng mà có biểu hiện hung hăng gần đây trước khi nói tại sao người Việt ngày càng hung hăng cần nhìn nhận rằng có người ai à, cũng có bản lĩnh tính hung hăng khi họ gặp sự chống đối và cần phản kháng để bảo vệ mình môi trường đúng không môi trường tôi tích theo theo tôi tích dẫn một cái bà này gọi là bà Trần Xuân Quyên Giám đốc Tư vấn đào tạo ẩm thực thành phố bà nói như thế này cho nhau nụ cười, sự bao dung và tha thứ. Bà ý bà nói như thế. Theo quan sát của tôi, có ba đối tượng luôn luôn bộc lộ sự hung hăng cao độ. Một là quan chức, người có quyền hành, hai là người có nhiều tiền. Khi gặp bất cứ như ý, chẳng hạn như va quẹt giao thông nhẹ, thay vì cho qua thì họ có quyền, có tiền nên sẵn sàng dọa nạt, thậm chí đánh nhau. <laughs> Chứ ra đường như cần quẹt xe phát Là cái như là cút liền <laughs> Chơi liền, chơi giống AMA luôn <laughs> Ba là những người ít học Thiếu hiểu biết Trong môi trường sống Không tìm được sự công minh Nên nghĩ rằng Nắm đắm. <laughs> đắm, đắm Và sức mạnh Có thể giải quyết vấn đề <laughs> Tôi rơi vào trường hợp thứ ba Và tôi sẽ nói cái đề tài này Khi tôi rảnh Vì sao người Việt không khăn Thế như vậy qua 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 cái cái, cái cái cái, cô mà chuyên gia này thì cô nói là cuối cùng ai không hăng hết <laughs> quan chức chính quyền không hăng người giàu không hăng người nghèo không hăng bây <laughs> giờ cuối cùng ai không hăng hết đó là người Việt Nam nói nha chuyên gia Việt Nam nói cho tôi không nói nha đưa thêm cái nữa chứng minh cho trong mình để kiến một cái đã <laughs> kiến có không đổ rưỡi <laughs> vậy dân có như côn đồ mà đeo kiến này kiến này là kiến trí thức mà côn đồ mà đeo kiến thứ thức <laughs> tôi cũng biết tôi thành người gì nữa người lao động nha cái này đăng hồi 2014 người việt ngày càng giữ tức là cái thời điểm 2014 người ta đã nói cái chuyện này rồi <laughs> đúng ra tôi đưa cái cái bài báo lên lên đầu tiên thì nó logic hơn nhưng mà thôi kệ mình cũng chứng minh cái chuyện là để làm gì nói cho việc kiều trẻ Việt kiều trung niên biết để mà đề phòng thôi Tức là năm 2014 là người ta đã nghĩ tới cái chuyện này rồi, người ta thấy cái chuyện này rồi. Người Việt ngày càng giữ Cái góc vấn đề nằm ở chỗ nền giáo dục của chúng ta quá nặng về ganh đua thành tích, thiếu đề cao tinh thần hòa bình, tình nhân loại. Đó là một chuyên gia người ta giải thích vì sao người Việt không giữ người ta đổ lỗi cho cái chuyện giáo dục. Đợi tôi không bình luận chuyện đó nhiều. Chính vì người Việt không giữ như vậy cho nên các bạn Việt kiều trẻ và các bạn Việt kiều trung niên phải hết sức đề phòng khi mà các bạn giao tiếp với người địa phương. Các bạn, như tôi nói các bạn có thể nhẹ thì các bạn bị chửi, nặng các bạn có thể bị đánh và nặng nữa có thể bị thế này. Ghê không? Và có thể là xong luôn. Cho nên các bạn phải hết sức chú ý. Và khi các bạn thấy những cái sự việc gì mà xảy ra ngoài đường thì các bạn hãy lơ đi bên việt nam người ta dùng từ là mặc kệ mạnh ai nấy sống cho nó cho nó an toàn không phải người việt nam xấu mà chính những cái chuyện này chính những cái chuyện này mà con người người ta không cần quan tâm lẫn nhau nữa có những chuyện gì mà xảy ra của người ta thì thôi việc mình mình lo kiểu vậy đó sống thế này nó hơi bất nhân một tí nhưng mà thôi các bạn đã quyết tâm các bạn coi như là đến việt nam để coi như tìm hiểu làm làm việc thì mình phải phù hợp một tí thôi thiệt hại vào mình tôi ví dụ tôi ví dụ thế này ở ngoài đường có một thằng thanh niên nó đánh một ông già tôi ví dụ như thế ở đây các bạn vô can các bạn gọi chính quan quanh nay quan liền đúng không nhưng mà ở việt nam một ông thanh niên đang đánh ông già các bạn nhảy vô đánh bạn luôn thậm chí nó chém luôn thôi bác già chịu khó đánh lại không đánh được thì như này. <laughs> thì tôi chịu đi đi thôi tôi ví dụ đơn cử như thế cái vấn đề thứ 9 mà trong mà tôi trình bày cho các bạn là những cái rủi ro mà khi các bạn có việt kiều trẻ và trung niên có thể bị gặp đó là vấn đề chính quyền local government ở việt nam người ta quản lý cái chuyện mà đến ở và đi rất rất chặt chẽ có nghĩa rằng khi các bạn tới sinh sống ở đâu đó thì các bạn phải đăng ký tạm trú tức là mình tới nơi mình đăng ký tạm trú bởi ông tổ trưởng bởi công an phường ví dụ ngoại bạn tên gì david phạm ở đâu ở vancouver canada địa chỉ này và coi như là đến ở nhà nào 120 huỳnh văn bánh quận phú nhuận thành phố hồ chí minh ghi rõ ở đâu nữa. ở trong vòng bao lâu mà ở làm cái gì đăng ký ông tổ trưởng xong rồi lên công an công an phường và đăng ký khi nào rời đi chưa biết dự kiến hai năm tại vì ở đây đi xin việc ví dụ như thế người ta ghi vô hai năm ví dụ như thế đó là các bạn đến ở phải đăng ký tạm trú khi các bạn chuyển nhà các bạn nói các bạn ở hai năm nhưng mà cuối cùng coi như ở chịu không nổi ồn quá chịu không nổi bên nhà kia mà hát karaoke nhức đầu chịu không nổi mới ở có hai tháng à. <laughs> mất tiền cọc tiền nhà đi luôn thì các bạn phải xin phép tạm vắng <laughs> đi rồi đi đi phải xin phép nha bây giờ lên công an phường thứ anh coi như em ở được cái nhà nữa ồn quá chịu không nổi thôi cho em xin tạm vắng vắng luôn được <laughs> vắng luôn thì các bạn phải có cái giấy vắng luôn không tạm nữa tạm tức là đi đâu đó đi, đi về quê chẳng hạn mới tạm bây giờ coi như chiều không nổi coi như là vắng luôn vắng luôn thì nói đi vắng phải báo cáo công an đi vắng nha các bạn tới cái chỗ khác ví dụ như tới ví dụ như tới quận nhất chỗ lịch sự quận nhất người giàu không tới chỗ lịch sự đi tới đường nguyễn huệ ở luôn phố đi bộ nguyễn huệ ở luôn cho nó lịch sự tức là công an người ta quản lý rất là chặt không những là người nước ngoài như bạn mà người việt nam cũng vậy ví dụ như ở đà nẵng đi vô sài gòn nó cũng không thế từ sài gòn đi vô đà nẵng cũng phải đăng ký như vậy người ta còn lý là ở và đi rất là chặt chẽ tại vì cái đầu óc người ta người ta luôn luôn question và người ta luôn luôn là nghĩ người dân rất là xấu nên người ta phải quan sát người ta phải theo dõi để người ta biết công an người ta vậy đó đó là cái thứ nhất mà các bạn có thể gặp các bạn nếu các bạn mà ở cái xứ tự do quen rồi cái việc điều này là bạn khó chịu đúng không rất là khó chịu mà người ta làm vậy là để làm gì để người ta theo dõi theo dõi theo dõi chơi với đó người ta không làm gì hết. theo dõi xem tôi làm cái gì và nếu trường hợp người ta khả nghi một cái gì đó người ta có thể giữ hộ chiếu của bạn không cho bạn về nước người ta không cho bạn ra khỏi việt nam vì một cái lý, lý do a b c d gì đó không biết được thậm chí người ta có thể giữ bạn một cách vô cớ và người ta công bố lên public lên media đại chúng luôn để người ta đánh đổi ngoại giao ở Việt Nam có chuyện này chưa có nhưng mà Trung Quốc đã có rất là nhiều rồi ví dụ ở Canada chúng tôi có hai người tên Michael bị Trung Quốc bắt giữ một cách vô cớ mà hiện nay Thủ tướng và cả cả như là cái Bộ sổ Canada cả Canada cả Mỹ yêu cầu phải thả hai người này ra nó không thả đánh đổ ngoại giao phải thả cái con mẹ Meng Wanzhou Huawei này ra thì nó mới thả hai ông Michael về bắt chơi vậy đó nói là gián điệp cái điều khiển móc đánh đổ ngoại giao Việt Nam thì chưa có chuyện này nhưng mà tôi cũng phải nói trước biết đâu lỡ sau này cái quốc gia của bạn ví dụ như Mỹ chẳng hạn bạn là người Mỹ chẳng hạn mà mà có gì đó conflict với việc nhau buồn 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 <laughs> Mày người Mỹ người ta chụp cổ mày chơi vậy đó để người ta đánh đổi ngoại giao các bạn có thể bị người ta theo dõi từ xa bây giờ công nghệ thông tin hiện đại mấy công an mạng nó cũng giỏi lắm <laughs> nó học IT rồi ra không mà. nó theo dõi bạn từ xa có thể theo dõi bạn qua Zalo chẳng hạn <laughs> cái phần mềm Zalo là nguy hiểm lắm nha cái phần mềm Zalo tôi nói qua cho các bạn nha cái phần mềm Zalo các bạn thấy nếu các bạn dùng nha mà, mình mà, mà đã có chức năng là tìm bạn quanh đây rồi các bạn như là bấm vô phát nó quét theo cái bán kính mà mình muốn là bạn biết những người nào xung quanh bạn rồi huống hồ gì cái công ty VNG Corporation với là công an mạng nữa đi đâu người ta không biết hết trơn thậm chí tắt máy điện thoại người ta không biết rất là nguy hiểm các bạn khó chịu lắm á mình nở quen đó bây giờ tự nhiên có thằng theo dõi mình nó biết thông tin mình mặc dù nó không làm gì nhưng mình rất là khó chịu, nhưng mà người Việt Nam người ta thấy chuyện này bình thường, người ta cho rằng nếu mình không làm gì thì thôi. Nhưng mà đối với mình, đối với chúng ta, chúng ta quen tự do rồi. Tự nhiên là là mình đi đâu người ta không biết mình khó chịu nhưng mặc dù họ không làm gì. Cho nên nếu đã có ý định về Việt Nam rồi thì đừng bao giờ nói chuyện chính trị, đừng bao giờ chê ai, đừng bao giờ cười ai, đừng bao giờ phàn nàn cái gì và lưu ý miệng mồm trên mạng xã hội, đừng có nói bậy. <laughs> bên nó gọi là nó bậy nó phản động. Muốn nói gì về nhà nói, còn ở Việt Nam đừng để ý mấy cái chuyện đó. Ok các bạn. Như vậy tôi đã trình bày qua những cái rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ người nào khi đến Việt Nam đi làm việc cũng như đi chơi cũng như đi nghỉ hưu Bây giờ tôi đi từng cái nhóm người mà mà muốn đến Việt Nam làm việc